Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1631, ôn chuyện cũ 1 Trương Dương cầm chén rượu lên nói, tôi tự phạt hai chén. Thằng cha này rất sảng khoái uống hai chén, sau đó kính rượu từng người, đầu tiên là kính Triệu Vĩnh Phúc. Triệu Vĩnh Phúc hôm nay biểu hiện có chút rộng lượng, uống hai rượu rồi nói, Trương Dương à, tôi nghe nói Tân Hải các cậu đã được phê duyệt thành thành phố cấp huyện, chúc mừng cậu. Trương Đại Quan Nhân khiêm tốn nói, thành phố cấp huyện trên thực chất cũng không có gì khác với huyện, đơn giản là thay đổi xưng hô, sở dĩ có thể thành công từ huyện đổi thành thành phố, ít nhiều cũng nhờ thị trường cung, bí thư Trần ủng hộ rồi, bình thường bọn họ giúp tôi không ít, bọn họ đối với tôi cũng rất tốt, từng chút từng chút tôi đều ghi tạc trong lòng. Hai người cung Hoàn Sơn và Trần Cương đều nghe ra oán khí của thằng cha này, những lời này căn bản chính là đề xuất cảnh cáo với hai người bọn họ, Cung Hoàn Sơn tức lắm nhưng những lời này của người ta trình độ rất cao, không thể bắt lỗi, lão tử không tin, một bí thư thành phố cấp huyện như anh còn có thể làm gì được thị trường cấp thành phố như tôi. Trần Cương nói, Tiểu Trương à, là lãnh đạo của cậu, việc này chúng tôi đều nên làm, bồi dưỡng và giúp đỡ cán bộ trẻ tuổi trưởng thành vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Trương Dương nói, cảm ơn bí thư Trần đã cân nhắc. Triệu Vĩnh Phúc già đời cỡ nào chứ, Tuy rằng biểu hiện giữa Trương Dương và hai vị lãnh đạo rất hòa hợp êm thấm, nhưng Triệu Vĩnh Phúc vẫn nhận thấy được nhân tố không hài hòa trong đó. Y bỏ chén rượu xuống, nói, hoàn cảnh đầu tư của Bắc Cảng không tồi, hiện tại khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, có thể đoán được, sự phát triển của Bắc Cảng về sau sẽ được xem trọng hội trường. Cung Hoàn Sơn thừa cơ nói, Triệu Tổng, tập đoàn Thái Hồng đã khảo sát xong chuyện đặt nhà máy ở Bắc Cảng chưa? Thái Hồng quyết định thiết lập nhà máy chi nhánh trong nước, Cung Hoàn Sơn Thủy Trung theo vào, sau khi cảng mới được xây xong, có thể tranh thủ được Thái Hồng đặt nhà máy ở Bắc Cảng hay không đã trở thành đại sự hạng nhất trong lòng Cung Hoàn Sơn. Trước đây Thái Hồng đàm phán mở nhà máy ở Bắc Cảng đều là tiêu điểm được Bắc Cảng trên dưới chú ý. Nhưng sau khi Trương Dương tới Tân Hải đảm nhiệm trước bí thư huyện ủy rồi lại từ huyện biến thành thành phố, rồi lại thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, một đống chính tích sáng chói đã khiến chuyện Thái Hồng mở nhà máy trở thành mờ nhạt. Triệu Vĩnh Phúc nói, trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng khảo sát không ít địa phương, thông qua đánh giá tổng hợp, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định lựa chọn xây dựng nhà máy chi nhánh ở Bắc Cảng. Cung Hoàn Sơn nghe nói chuyện này cuối cùng cũng được xác định thì vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Triệu Vĩnh Phúc nói, thiết lập nhà máy chi nhánh ở Bắc Cảng là một bước quan trọng trong chiến lược Bắc Di của Thái Hồng. Sau khi xây xong nhà máy, trên quy mô khẳng định sẽ vượt qua nhà máy của chúng tôi ở Vân An, về sau trọng tâm sản xuất của chúng tôi cũng sẽ chuyển rời đến nơi này. Giọng nói của Cung Hoàn Sơn rõ ràng rất kích động, thật tốt quá, đợi cho nhà máy của Thái Hồng xây xong thì nhất định sẽ trở thành trụ cột kinh tế của Bắc Cảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, hy vọng chính phủ và thị ủy Bắc Cảnh có thể cho Thái Hồng chúng tôi chính sách và đãi ngộ ưu đãi. Cung Hoàn Sơn lập tức tỏ thái độ, không thành vấn đề khi bọn họ nói chuyện thì trương dương uống hai chén với cao dũng cơ nhược nhạn hắn không có hứng thú gì đối với thái hồng thiết lập nhà máy ở bắc cảng bởi vì hắn và triệu vĩnh phúc có khúc mắc hắn không muốn phát sinh quá nhiều liên hệ với triệu vĩnh phúc tiêu mân hồng cười nói chú triệu cháu nhớ rõ năm ngoái lúc thái hồng bắt đầu phái người tới khảo sát hiện tại chuyện này cuối cùng cũng được định ra rồi không biết chú định đặt nhà máy ở đâu triệu vĩnh phúc nói góc thương ra tôi cũng đi khảo sát thực địa rồi nơi đó rất thích hợp để xây dựng nhà máy. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy góc thương gia thì trong lòng khẽ động. Góc thương gia chia làm hai bộ phận nam bắc, phía nam thuộc Bắc Cảng, phía bắc thuộc phạm vi hành chính của Tân Hải. vốn hắn chỉ mang thái độ bàng quan, nhưng không ngờ triệu vĩnh phúc lại vạch cả đất của hắn vào, thực sự là không muốn chú ý cũng phải chú ý. Cung Hoàn Sơn nói chỉ cần là trong khu vực hành chính của Bắc Cảng, tôi có thể quyết định. nhà máy thì triệu tổng cứ tùy tiện chọn lựa triệu vĩnh phúc mỉm cười nói vậy tôi trước hết cảm ơn thị trưởng cung trương dương bỗng nhiên nói triệu tổng có thể cho tôi xem quy hoạch xây nhà máy trong tương lai không tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía trương dương không ai ngờ được rằng thằng cha này đột nhiên đề xuất yêu cầu như vậy triệu vĩnh phúc nhìn trương dương mỉm cười nói được y đánh mắt ra hiệu cho cơ nhược nhạn cơ nhược nhạn đứng dậy đi lấy giấy tờ từ bên trong rút ra một bản quy hoạch đưa cho trương dương Trương Dương cũng không xem ngay lập tức, chỉ cười cười, hắn kính rượu một vòng rồi đứng dậy cáo từ. Cung Hoàn Sơn cũng không giữ hắn lại, trong những người ở đây chỉ có Tiêu Mân Hồng đứng dậy tiến Trương Dương, Tiêu Mân Hồng cũng nhìn ra Trương Dương không được đón chào ở đây, cho nên cũng không giữ lại. Cô ta nói, hôm nào tôi mời anh, chúc mừng Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố. Trương Dương cười nói, được. Trương Dương trở lại biệt thự nhà gỗ, an ngữ thần bởi vì lặn lội đường xa nên đã mệt mỏi, đi ngủ sớm, Kiều Mộng Viện ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Trương Dương về, có chút ngạc nhiên nói, anh về sớm thế. Trương Dương gật đầu, rượu gặp chi kỷ ngàn chén cũng ít, gặp kẻ không vừa ý thì nói thêm nửa câu cũng ngại, quả thực là không có gì để nói với đám người đó cả. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện, lấy ra bản quy hoạch đó rồi nhìn nhìn, thằng ôn này không giỏi nghề này lắm, sau khi xem một lượt thì đưa cho Kiều Mộng Viện, cô xem giúp tôi, xem có bệnh gì không. Kiều Mộng Viện nhìn nhìn, ngạc nhiên nói, Thái Hồng không ngờ quyết định ây nhà máy ở Bắc Cảng. Trương Dương nói, đầu tư rất lớn, nghe nói mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn di rời sản xuất tới đây. Kiều Mộng Viện nói, anh cũng không phải là không biết Thái Hồng, biết nguyên nhân là chân chính khiến bọn họ di rời là gì không? Cái này thì tôi cũng không biết. Kiều Mộng Viện nói, Thái Hồng di rời là vì chịu áp lực của phía Vân An, tôi từng tới tập đoàn sắt thép Tần Hồng rồi, cây cối chung quanh nhà máy đốt bị chết với diện tích lớn, trong nhà máy có thể nhìn thấy than luyện đang được đốt, còn đầy lưu hoàng trong trong không khí. Trương Dương nói, nhưng bên trên viết có thể làm hệ thống khử độc. Kiều Mộng Viện nói, khử động cũng chỉ là chỉ tiêu cứng nhắc, không phải là sẽ không tồn tại ô nhiễm, xí nghiệp luyện thép quy mô mấy trăm vạn tấn một năm có thể đưa ô nhiễm về không ư. Trương Đại Quan Nhân bừng tỉnh Đại Ngộ nói, con mẹ nó, chẳng trách Triệu Vĩnh Phúc muốn gì rời nhà máy thép đến chỗ chúng ta, thì ra là bị Vân An người ta đá đít, đám lãnh đạo thành phố Bắc Cảng còn cứ như là nhặt được vật báu ý, con mẹ nó đúng là buồn cười. Thằng cha này liên tiếp nói tục khiến Kiều Mộng Viện không khỏi nhíu mày, cô ta nói khẽ cái này cũng không phải là nói nhà máy thép hoàn toàn không đúng, vẫn có rất nhiều thành thị muốn lôi kéo loại xí nghiệp lớn này, thật ra phía Vân An cũng không muốn để Thái Hồng đi, nhưng quan hệ giữa Thái Hồng và chính phủ địa phương rất găng, Thái Hồng di rời, cùng là vì nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân là quan trọng là giá nhân công ở đó quá cao. Hơn nữa thành phố Nam Võ không gần cảng, không có ưu thế cảng. Theo sự phát triển của thời đại, loại tệ đoan này càng rõ ràng hơn. Xí nghiệp hiện đại chú trọng sản phẩm sản xuất trong quá trình ngắn. Bắc Cảng là một tiết điểm của Nam Bắc. Xí nghiệp sắt thép xây ở thành thị có cảm có thể tham gia cạnh tranh với quốc tế. Thái Hồng đặt ở Bắc Cảng đối với sự phát triển kinh tế của Bắc Cảng chỉ có lợi, nhưng có điều kiện tiên quyết, tuyên chỉ nhất định phải thỏa đáng. Ô nhiễm là không thể tránh được, nhưng nhà máy quốc hữu lớn đối với khống chế khí thải khẳng định phải hơn nhà máy sắt thép dân doanh. Trương Dương nói, vấn đề là bọn họ lựa chọn nơi xây nhà máy có một bộ phận trong phạm vi Tân Hải, hạng mục của Bắc Cảng vì sao muốn chiếm cả địa bàn của tôi? Kiều Mộng Viện cười nói, anh thấy anh có cái nhìn đại cục hay không? Các lãnh đạo cân nhắc đến thu nhập tài chính, cân nhắc tới đại hộ lợi thuế, loại xí nghiệp nhà nước cỡ lớn như Thái Hồng này ở trong mắt chính phủ chính chính là bánh ngon. Trương Dương nói, ai thích ăn thì đi mà ăn, nhưng tôi không thích. Chỉ vào chỉ vào một hàng chữ trên văn kiện, trang bị mới, công nghệ mới, lưu trình ngắn, hiệu suất cao, tiết kiệm, vệ sinh, có thể tuần hoàn, lừa quỷ à. Kiều Mộng Viện nói, anh đây là có chút cực đoan, theo tôi thấy, tổng thể mà nói thì vẫn là lợi lớn hơn hại, nhưng mấu chốt ở chỗ lựa chọn vị trí của nhà máy, nhất định phải tránh ô nhiễm trong trình độ lớn nhất. Để ổn thỏa có thể cho ngành bảo vệ môi trường tham dự xây dựng nhà xưởng của bọn họ trong toàn bộ hành trình. Trương đại quan nhân nói, tôi mặc kệ, chỉ cần bọn họ không chiếm địa bàn của Tân Hải thì muốn xây thế nào thì xây, còn muốn lấy đất từ chỗ tôi không có cửa đâu. Kiều Mộng Viện nhắc nhở Trương Dương, việc này khó xử lý đấy, Triệu Vĩnh Phúc không phải nhân vật bình thường, cấp bậc là cấp phó tỉnh, bối cảnh rất sâu, có quan hệ thượng tầng tuyệt đối không kém anh. Thái Hồng thiết lập nhà máy lớn như vậy, khẳng định là phải nhận được sự phê chuẩn của quốc vụ viện, anh ngăn cản chỉ sợ rất khó. Chương 1632, ôn chuyện cũ hai. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ cân nhắc cẩn thận, bọn họ hiện tại ngay cả hợp đồng chính thức cũng chưa ký, chắc vẫn có biện pháp giải quyết. Kiều Mộng Viện ngáp một cái, tôi mệt rồi, đi ngủ đây, phóng khách để cho anh. Cô ta vẫy tay với Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, một mình đọc lại giấy tờ, Càng cân nhắc càng thấy chuyện này không đúng, đám lãnh đạo Bắc Cảng toàn là đầu heo à. Chỉ chăm chăm nhìn vào con số tổng giá trị của sản xuất công nông nghiệp, không cân nhắc tới tệ đoan chiêu thương ư? Trương đại quan nhân không khỏi lại nghĩ tới vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang, lúc trước chuyện nước sông thoàn ô nhiễm còn sờ sờ ra đó, Thái Hồng mỗi năm sản xuất mấy trăm vạn tấn sắt thép công nghiệp, nếu thật sự đặt ở Bắc Cảng, ô nhiễm chỉ sợ so với toàn bộ vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang cũng phải nghiêm trọng hơn nhiều trương dương gọi điện thoại cho thường hải thiên thường hải thiên vẫn chưa ngủ nghe trương dương nói xong chuyện này cũng lắp bắp kinh hãi có điều hắn không phải cân nhắc tới ô nhiễm mà là đối với ảnh hưởng có thể sinh ra đối với khu bảo lưu thuế nhập khẩu nhà máy sản xuất mấy trăm vạn tấn thép mỗi năm quy mô lớn thế nào thì có thể tưởng tượng được nếu đặt ở góc thương gia như vậy rất có thể sẽ kéo cả đất của tân hải vào mà khu bảo lưu thuế nhập khẩu của bọn họ đối với đất góc thương gia cũng có quy hoạch giờ khó tránh khỏi có mâu thuẫn và xung đột về đất đai rồi. Thường Hải Thiên nói, Bí thư Trương, chuyện này phải coi trọng. Nhà máy thép đặt ở Bắc Cảng, đối với Bắc Cảng mà nói thì là chuyện tốt, nhưng đối Tân Hải chúng ta chỉ sợ không có lợi gì. Hơn nữa chúng ta quy hoạch trung tâm làm việc của xí nghiệp khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở góc Thương Gia, nếu Thái Hồng cũng đặt ở góc Thương Gia, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc hấp dẫn đầu tư bên ngoài của chúng ta. Trương Dương nói, tôi may chắc phải tới thị lý yêu cầu bọn họ một lần nữa cân nhắc lại chuyện này. Thường Hải Thiên nói, chuyện này nhất định phải mau chóng tiến hành, vạn nhất Thái Hồng và Bắc Cảng chính thức ký hợp đồng thì phiền toái rồi. Trương Dương nói, bọn họ ký hợp đồng cũng phải thông qua sự cho phép của tôi, dù sao khu đất của góc thương ra đó hơn phân nửa là thuộc Tân Hải chúng ta. Thường Hải Thiên nói, Tân Hải vẫn thuộc Bắc Cảng, đám lãnh đạo của thành phố Bắc Cảng đó hình như không cần phải trưng cầu sự đồng ý của anh, bọn họ sau khi ký hợp đồng rồi thông báo với anh một tiếng là được. Trương Dương tức giận nói, bọn họ dám. Thường Hải Thiên nói, anh cũng đừng gấp, chuyện này vẫn còn chưa quyết định mà. Anh trước tiên nghe ngóng cho kỹ đã, sau đó hắn quyết định, trong chuyện này không thể dễ dàng nhượng bộ được. Trương Đại Quan Nhân buông điện thoại, lại cảm thấy một đôi tay phía sau ôm lấy đầu vai hắn, An Ngữ Thần không biết từ khi nào đã tới phía sau hắn, cúi người hôn một cái lên má hắn trương dương tóm lấy tay cô có chút chột dạ nhìn nhìn về phía cầu thang dù sao kiều mộng viện cũng ở trong biệt thự hắn sợ kiều mộng viện nhìn thấy an ngữ thần cười cười dựa lên vai hắn ghé vào tai hắn nói khẽ anh yên tâm đi em đã điểm huyệt ngủ của mộng viện rồi sư phụ cũng không phải là gọi vô ích an ngữ thần từ chỗ trương dương cũng học được không ít thủ pháp điểm huyệt hiện tại miễn miễn cường cường được cho một cao thủ trương đại quan nhân cười nói sao không nói sớm hắn kéo an ngữ thần tới để cô ta ngồi trên đùi mình, An Ngữ Thần vừa mới ngủ được một chốc, vẻ mặt lười biếng rất đáng yêu. Cô ta ôm cổ Trương Dương, nói, sớm biết rằng anh bận như vậy, em sẽ không về đâu, ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có. Trương Dương ấy náy nói, mấy ngày nay chuyện ùa tới liên tiếp, anh tranh thủ giải quyết thật nhanh, có thêm thời gian ở bên em. An Ngữ Thần mỉm cười nói, không sao, dù sao nhìn thấy anh là em cũng đã rất vui vẻ rồi cô ta nắm tay trương dương đi vào trong phòng mở máy tính cầm tay ra cho trương dương xem ảnh con trai còn có cả video trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của con trai không biết vì sao mắt không ngờ vì cảm động mà có chút đỏ lên đối với trương đại quan nhân luôn kiên cường mà nói thì là rất hiếm an ngữ thần nói sao anh khóc à anh không ngờ khóc rồi trương đại quan nhân lúng túng nói đâu ra anh sao phải khóc an ngữ thần ôm cổ hắn hai người chán kề nhau Cô ta nói khẽ có phải rất giống anh hay không? Trương Đại Quan Nhân nói: quá giống, từ một khuôn mà ra mà. An Ngữ Thần gắt: em thấy giống em nhiều hơn. Trương Đại Quan Nhân chỉ chỉ vào giữa hai chân con trai, nói: giống em ư? Em có cái này không? An Ngữ Thần đỏ mặt dùng sức ép hắn xuống giường, cưỡi trên người Trương Dương. Anh chính là một tên lưu manh không hơn không kém. Trương Dương nói: Đồ nhi, sao lại nói sư phụ như vậy? Phạm thường hắn kéo An Ngữ Thần, đè cô ta xuống dưới, nhìn hai mắt nhu tình của An Ngữ Thần, Trương Đại Quan Nhân nói khẽ tiểu yêu, hai ta có phải là nên cố gắng cho thiên tứ thêm một thằng em trai hay không? An Ngữ Thần mặt đỏ bừng nói, anh coi em là gì? Máy sinh đẻ à? Trương Dương nói, là bảo bối của anh, là cục cưng của anh. Buồn nôn quá, đừng nói nữa, em nổi da gà rồi đây này. Trương Đại Quan Nhân hôn An Ngữ Thần, tay hắn nút vào trong quần áo của cô ta, rất nhanh hai người liền quấn vào nhau. Khi Trương Đại Quan Nhân đang muốn tuốt kiếm thì An Ngữ Thần dùng tay ấn vào vai hắn, không cho hắn thực hiện ý đồ. Trương Dương nói, đừng ép anh dùng sức mạnh. An Ngữ Thần không nhịn được cười, cô ta nói khẽ, em không cần con trai, em muốn có một đứa con gái. Trương Đại Quan Nhân nói, cái này thì anh không khống chế được. Anh không phải là thần y ư? Trương Đại Quan Nhân nói, hiện tại uống thuốc cũng không còn kịp rồi hắn vươn tay ra tắt đèn ở đầu giường. Trong bóng đêm nghe thấy An Ngữ Thần xấu hổ nói, em nghe nói nếu anh vào từ phía sau thì xác suất sinh con gái sẽ nhiều hơn một chút. Trương đại quan nhân cảm nhận được tầm quan trọng của thể phách cường kiện của một nam nhân, không có tố chất thân thể ưu tú, thì không thể phục vụ tốt được các người yêu, càng không cần phải nói tới vì quốc gia và vì nhân dân, nhà mình còn quét không xong thì nói gì tới quét thiên hạ. Cổ nhân thường thường đều là rất có đạo lý. Trương Đại Quan Nhân để xe lại cho An Nữ Thần. Cô ta buổi sáng hôm nay sẽ tới Xuân Dương. Sáng mai chính là Thanh Minh, An Nữ Thần phải tới núi Thanh Đài Tảo Mộ. Bởi vì vướng bận con trai, lần này thời gian ở lại trong nước của cô ta sẽ không quá lâu. Ngày kia sẽ lại lên đường trở về. Trương Dương sáng sớm bảo Chu Sơn Hổ tới bến tàu đón mình về Tân Hải. Buổi sáng hôm nay hắn phải chủ trì cuộc cuộc họp thường ủy. Trương Đại Quan Nhân từ sau khi thượng nhiệm Tân Hải đã chủ trì rất nhiều cuộc họp thường ủy. Nhưng đây là lần đầu tiên mở cuộc họp thường ủy thị ủy, cho nên ý nghĩa của lần này vô cùng trọng đại, không thể vắng họp. Tin tức Tân Hải bỏ huyện lập thành phố trong một đêm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Cảng, ngay cả Chu Sơn Hổ cũng biết tin tức này, Tân Hải từ trên xuống dưới đều biết đây là chuyện tốt, nhưng chuyện mà mỗi người chú ý đều không giống nhau. Chu Sơn Hổ hỏi: "Bí thư Trương, Tân Hải của chúng ta về sau chính là thành phố Tân Hải ư?" Trương Dương nói: "Đúng vậy." vậy tôi về sau chính là lái xe của bí thư thị ủy ư trương dương cười nói đúng vậy chu sơn hổ nói chúng ta có phải nên tăng lương hay không trương dương nói thằng nhóc cậu chỉ quan tâm tới chuyện này thôi à chu sơn hổ nói tôi chỉ là một lái xe quốc gia đại sự không tới lượt tôi quan tâm tôi chỉ có thể quan tâm tới việc nhỏ trương dương cười nói không sai tôi sẽ khiến mọi người nhận thấy được lợi ích của bỏ huyện lập thành phố Thằng nhóc cậu cũng đừng quan tâm vớ vẩn, đúng rồi, Hy Đình năm nay sau khi tốt nghiệp sẽ tới Tân Hải, đến lúc đó, hai người song túc song tê, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chu Sơn hổ tràn ngập khát khao đối với tương lai, Bí thư Trương, tất cả của tôi đều là anh cho. Trương Dương nói, "Dừng, tôi sợ nghe cậu nói những lời này lắm." Sau khi Tân Hải lập thành phố thì cuộc họp thường ủy đầu tiên sẽ được tiến hành dưới sự chủ trì của Trương Dương tuy rằng lúc trước khi xin bỏ huyện lập thành phố ý kiến của mỗi vị thường ủy cũng bất đồng nhưng khi đơn xin bỏ huyện lập thành phố đã được phê chuyển văn kiện của quốc vụ viện chính thức được đưa xuống mỗi người đều là vui sướng ai mất hứng được chứ tuy nói cấp bậc vẫn là cấp bậc đó nhưng thị trưởng nghe ra vẫn uy phong hơn huyện trưởng tân hải thăng cấp tất cả mọi người bọn họ cũng liên đới được thăng cấp có thể nói lần này phạm vi thăng cấp của quan viên rất lớn bất kể bọn họ thừa nhận hay không mỗi người đều nhận được lợi ích của Trương Dương từ trong chuyện này. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười đưa văn kiện mà Quốc vụ viện chính thức gửi xuống cho mọi người, các vị đồng chí, tôi rất cao hứng tuyên bố với mọi người, đơn xin bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải chúng ta đã được phê duyệt chính thức, đây là văn kiện ý kiến phúc đáp của Quốc vụ Việt, lúc này tôi long trọng chính thức tuyên bố với mọi người, từ hôm nay trở đi, trên bản đồ Trung Quốc sẽ có thêm thành phố Tân Hải. Tất cả thường ủy cùng nhau vỗ tay. Trương đại quan nhân cười ha ha nhìn mọi người chung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người hứa song kỳ, thị trưởng hứa, anh phát biểu cảm tưởng đi. chương 1633, thay đổi xưng hô 1. Đột nhiên được một người gọi là thị trưởng, hứa song kỳ vẫn có chút không thích ứng, y không ngờ lộ ra vẻ có chút câu nệ, ạc ạc. Tất cả thường ủy đồng thời bật cười, hứa song kỳ cũng cười, có thể nói từ sau khi Trương Dương tới Tân Hải, làn đầu tiên không khí của cuộc họp thường ủy hòa hợp như vậy. Hứa song kỳ chỉnh đốn lại tình tự một chút rồi nói, nếu bí thư trương bảo tôi nói thì tôi cũng xin nói vài câu. Tâm tình của tôi hiện tại cũng kích động như mọi người, khẩu hiệu Tân Hải bỏ huyện lập thành phố Hồ rất nhiều năm rồi, chúng tôi cũng cố gắng rất nhiều, nhưng thất bại cũng nhiều, hiện tại cuối cùng dưới sự dẫn dắt của bí thư trương đã được thành công, đây cũng là một chuyện lớn của Tân Hải, là đại sự sẽ đi vào sử sách Tân Hải. Tôi tin tâm tình của mỗi người chúng ta đều vui mừng khôn xiết vì chuyện này. Tân Hải có thể thành công bỏ huyện lập thành phố là kết quả cố gắng chung của mọi người dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Trương, cũng thể hiện được sự coi trọng cao độ của Đảng và quốc gia đối với công cuộc xây dựng Tân Hải. Từ hôm nay trở đi, Tân Hải sẽ đứng ở một độ cao hoàn toàn mới. Chúng ta chỉ có dùng sự cố gắng công tác hơn, xây dựng Tân Hải tốt đẹp hơn mới có thể không cô phụ sự tín nhiệm của Đảng và quốc gia. Trương Dương vỗ tay đầu tiên, sau khi vỗ tay, hắn cười nói, thị trưởng hứa nói rất hay, về sau chúng ta nhất định phải xây dựng Tân Hải tốt đẹp hơn, tôi hy vọng mọi người có thể thể hiện ra hết thực lực của mình, các anh cố gắng hay không tôi không cần quan tâm, nếu các anh có thể không cần tốn nhiều sức mà vẫn làm tốt công tác thì tôi càng mừng. Các thường ủy cười ô, ai cũng nghe ra những lời này của là trong mềm có cứng. Rất huyền chuyển phủ định bộ phận nội dung mà hứa xong kỳ phát biểu. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, Tân Hải có thể thành công bỏ huyện lập thành phố, trên cơ bản là kết quả cố gắng của một mình trương dương bọn họ không hề giúp đỡ được gì cả hiện tại cho dù có người khó chịu trương dương cho dù là người phản đối hắn thì không thừa nhận cũng không được vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này năng lực rất mạnh bất kể là khu bảo lưu thuế nhập khẩu hay là bỏ huyện lập thành phố tùy tiện cầm ra một cái chính thức đã đủ để miểu sát cả đám bí thư huyện ủy các đời trước của tân hải trương dương nói ngày hôm qua thị trưởng cung đặc biệt tìm tôi nói chuyện chuẩn bị làm một hoạt động lễ mừng cho chuyện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố. Các thường ủy đều gật đầu, trong mắt bọn họ, quyết định này của thị lý là rất bình thường, chuyện lớn như bỏ huyện lập thành phố về tình lý thì phải chiêu cáo với thiên hạ để khắp trốn mừng vui. Trương Dương nói, theo ý của tôi, bỏ huyện lập thành phố là chuyện của bản thân Tân Hải, không cần thiết phải làm oanh oanh liệt liệt, mời nhiều khách quý như vậy, làm hoạt động lớn như vậy rất là tốn tiền. Các thường ủy đều bật cười. Chính ủy bộ nhân võ Từ Thắng nói: "Bí thư Trương, cái này đối với Tân Hải của chúng ta mà nói thì có ý nghĩa vượt thời đại, người Trung Quốc chúng ta chú ý nhất tới nhân tình, ngày lễ ngày Tết đều phải tổ chức, hàng năm có không biết bao nhiêu ngày hội, nhưng bỏ huyện lập thành phố vài chục năm cũng không thấy được một lần, tôi cho rằng nên ăn mừng, cũng có lợi cho hình tượng thành thị của Tân Hải chúng ta." Các thường ủy khác cũng đều gật đầu. Trương Dương nói: "Thị lý trực tiếp quyết định chuyện này rồi, tôi cũng không phải là kiên quyết phản đối lễ mừng." nhưng tình huống tài chính của Tân Hải chúng ta không được lạc quan, lần này làm lễ mừng lại phải tốn không ít tiền, tôi vốn muốn từ thị lý tranh thủ ít tiền, nhưng nhắc đến tiền là thị trường cung bảo tôi tự nghĩ biện pháp. Phó thị trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ nói, thị lý ít nhiều cũng nên cho chút chứ. Trương Dương nói, phát cổ chảy ra nước, những lời này cũng chỉ có hắn dám nói trước mặt mọi người. Từ lần trước Đồng Ngọc Vũ bởi vì nhận lễ vật mấy trăm đồng của Triệu Kim Khoa mà bị tổ công tác điều tra, thông qua chuyện lần này, Đồng Ngọc Vũ đã kiên định tín nhiệm, về sau phải kiên quyết đi theo bí thư Trương, Trương Dương lên tiếng, hắn là người đầu tiên hát đẹp, Đồng Ngọc Vũ nói ý tứ của thị lý là Tân Hải chúng ta bỏ tiền mua rượu, bọn họ mời khách. Trương Dương nói, còn không phải ư, đến lúc đó người thu tiền lì xì vẫn chưa biết là ai đâu. Hứa song kỳ nói, rượu này chúng ta không mua cũng phải mua, thị lý đã tỏ thái độ rõ ràng, chúng ta phải xử lý, dù sao cũng là thượng cấp của chúng ta, Hứa Song Kỳ là đang nói với mọi người một sự thật, Tân Hải tuy rằng đã thành công bỏ huyện lập thành phố, nhưng thành phố Tân Hải và thành phố Bắc Cảng trên địa vị vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi cái tên thôi, vẫn là thuộc sự quản hạt của Bắc Cảng, chuyện lãnh đạo đã định ra thì các anh không ai kháng cự được. Trương Dương nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu thị lý đã định ra, chúng ta cũng chỉ có thể thực hiện, lễ mừng định tổ chức vào thứ 7 tuần sau, đến lúc đó, tỉnh trưởng Chu sẽ tự mình tới. Tiến hành nghi thức treo bảng cho thị chính phủ và thị ủy Tân Hải chúng ta. Các thường ủy nghe nói tỉnh trưởng Chu Hưng Dân sẽ tới thì điều minh bạch, nghi thức lễ mừng lần này chẳng những phải làm, hơn nữa nhất định phải làm thật lớn. Đồng Ngọc Vũ nói không sai, ý tứ của phía Bắc Cảng chính là Tân Hải bỏ tiền mời rượu, còn bọn họ thì mời khách. Bí thư ủy ban chính pháp Tân nhiệm, cục trưởng công an Trình Diễm Đông nói, có thể chỉ ít tiền mà làm được chuyện lớn không? Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Vương Quân Cường lắc đầu nói, trong những năm này, muốn làm phong quang thì phải tốn tiền, cái gì cũng muốn tiết kiệm thì không thể làm lớn được. Ánh mắt mọi người đều nhìn Trương Dương, tựa hồ đang đợi hắn quyết đoán. Hứa Song Kỳ nói, cá nhân tôi cảm thấy lễ mừng lần này nhất định không thể tiết kiệm, quốc gia không phải đã đáp ứng cho 5 tỷ ư, tỉnh lý còn cho thêm 2 tỷ, thị lý cũng đáp ứng cho 200 triệu, chúng ta cũng không thiếu tiền mà. Trương Dương nói, lão Hứa Lời này của anh tôi không tán thành, chuyện nào ra chuyện nấy, chỗ ngân sách này là dành cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tiền nào việc ấy, chuyện trên tài chính nhất định phải phân rõ, huống chi hiện tại một phân tiền cũng chưa được chính thức gửi tới, đối với chúng ta thì là nước xa không cứu được cơn khát gần. Hứa xong kỳ mặt ửng đỏ, y cũng ý thức được mình nói sai rồi, bị Trương Dương nắm được thóp, y giải thích, tôi cũng không phải là có ý này, tôi là nói, chúng ta dù sao cũng phải làm thật tốt để khách khứa đều nhìn thấy phong mạo mới của Tân Hải. Trương Dương nói, nói thật, bộ mặt thành phố hiện tại của Tân Hải rất loạt, lượng hóa thành thị đã tiến hành được hơn phân nửa, công trình xanh hóa đang đang tiến hành, quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu vẫn chưa hoàn thành, tình huống hiện tại của chúng ta quả thực không gì hay để khoe khoang. Nhưng khách nhân tới, chúng ta không thể không để người ta vào cửa làm khách, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà bẩn, chúng ta là thế nào thứ cứ thế, hiện tại Tân Hải nghèo không phải là giả, để cho người khác nhìn thấy tình huống chân thật cũng không có gì là mất mặt, chờ bọn họ qua mấy năm nữa lại tới Tân Hải, nhất định phải khiến trước mắt mọi người sáng ngời. Các thường ủy đều vỗ tay, phó thị trưởng thường vụ Đổng Ngọc Vũ nói: "Bí thư Trương, ngài nói không sai, có điều cách so sánh này không thoảng đáng lắm." Tất cả mọi người biết hắn đang nói tới câu chó không chê nhà bẩn, tất cả cùng cười ồ lên. Trương Dương cũng cười, không phải chuyện gì cũng quá nghiêm túc được, tôi tuy rằng không muốn tổ chức hoạt động này, nhưng nếu đã quyết định làm thì chúng ta phải cố gắng làm tốt, Diễm Đông vừa rồi nói rất đúng, bỏ ít tiền làm chuyện lớn, chúng ta nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn chiêu đãi, không thể keo kiệt, càng không thể phô trương lãng phí, kế hoạch tuyên truyền cụ thể của chuyện này sẽ giao cho đồng chí Quân Cường phụ trách. Bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường trước đây là chủ nhiệm danh dự của Phòng Sáng Tạo, hiện tại thành công bỏ huyện lập thành phố, y nên tiếp nhận công tác này, Vương Quân Cường gật đầu, không có dị nghị gì. Trương Dương nói, ban sáng tạo và đoàn thị ủy hiệp trợ công tác của đồng chí Quân Cường, trong thời gian lễ mừng phải tăng mạnh trị an, phương diện này do đồng chí Diễm Đông phụ trách. Trương Dương lại nói với Hứa Song Kỳ, lão hứa, mấy ngày nữa thị lý sẽ định ra danh sách khách quý được mời, anh cố gắng tới thị lý nhiều hơn, quan hệ các mặt ở thị lý anh rất quen thuộc, cũng câu thông được với cấp trên, nhất định tranh thủ nhanh chóng định ra danh sách, nhanh chóng phát thiệp mời, chúng ta mới có thể dư thời gian để chuẩn bị. Biểu hiện của Hứa Song Kỳ cũng vô cùng phối hợp, y gật đầu nói, "Bí thư Trương yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ chú ý." Trương Dương lại cường điệu mấy chi tiết, phân công nhiệm vụ xong, nâng chung trà lên uống mấy ngụm trà, dùng phương thức này để nghỉ ngơi, cũng nhân cơ hội điều chỉnh tiết tấu hội nghị một chút, tất cả mọi người nhìn ra cuộc họp thường ủy còn lâu mới kết thúc, bí thư Trương chắc còn có chuyện trọng yếu muốn nói. Quả nhiên, sau khi tạm dừng một lát, Trương Dương nói tới chuyện tập đoàn sắt thép Thái Hồng, Trương Dương nói, tôi gần đây nhận được một tin tức đáng tin cậy, tập đoàn sắt thép Thái Hồng đã quyết định đặt ở Bắc Cảng, sẽ thiết lập nhà máy chi nhánh ở Bắc Cảng, giá trị sản lượng một năm phải tới mấy trăm vạn, quy mô này ở trong nước cũng xếp hạng đầu, lúc ban đầu tôi cũng cao hứng cho Bắc Cảng, dù sao xí nghiệp có thực lực như vậy đặt ở Bắc Cảng, sẽ mang đến ưu việt rất rõ ràng, nhưng khi tôi tìm hiểu quy hoạch bước đầu của bọn họ, trong lòng lập tức rất khó chịu, Trương Đại Quan Nhân gật đầu với Phó trưởng Trinh phụ trách ghi chép ở ở bên cạnh chương 1634, thay đổi xưng hô 2. Phó trường trinh phát giấy tờ đã chuẩn bị trước cho mọi người, đây là quy hoạch xây dựng nhà máy của tập đoàn Thái Hồng ở Bắc Cảng, trương dương tối hôm qua có được từ chỗ triệu Vĩnh Phúc, trước khi họp đã bảo phó trường trinh đi in, chia cho mỗi vị thường ủy một bản. Các thường ủy đọc rất nghiêm túc, khi bọn họ nhìn thấy vùng xây nhà máy, đều minh bạch Trương Dương vì sao muốn tiến hành thảo luận vấn đề này trên cuộc họp thường ủy, Trương Dương ước lượng chắc tất cả mọi người đều đã xem xong bản quy hoạch sơ này rồi, hắn giọng nói, mọi người có suy nghĩ gì, không cần phải do dự, có gì nói đấy. Phó thị trường thường vụ Đồng Ngọc Vũ nói, bí thư Trương, từ bản quy hoạch này cho thấy, quy hoạch nhà máy của Thái Hồng chiếm hết cả góc thương gia. Nam bộ góc thương gia thuộc khu tính phổ của thành phố Bắc Cảng, Bắc bộ thuộc Tân Hải của chúng ta, đây chẳng phải là muốn lấy một khối đất của Tân Hải chúng ta ư. Chính ủy bộ nhân võ từ thắng nói, khối đất này cũng không nhỏ, 10 km vuông. Hứa song kỳ nói, tôi muốn nhắc nhở mọi người một trọng điểm, Tân Hải là một bộ phận của Bắc Cảng, chúng ta mưu cầu sự phát triển của bản thân đồng thời cũng phải chiếu cố đến lợi ích chỉnh thể, phải có cái nhìn đại cục. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng hứa, ngài nói chiếu cố lợi ích chỉnh thể thì tôi tán thành. Phải có cái nhìn đại cục tôi cũng tán thành, nhưng là cái nhìn đại cục và lợi ích chỉnh thể của chúng ta, không thể dùng trả giá bằng tổn hạn lợi ích của bản thân. Tập đoàn sắt thép Thái Hồng là xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, cũng là nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất sắt thép trong nước, bọn họ lựa chọn xây nhà máy ở Bắc Cảng là chuyện tốt, có thể đoán được. Khẳng định sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế của Bắc Cảng. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của tôi và ngành sản xuất sắt thép, sự ô nhiễm thủy chung là một nan đề làm phức tạp ngành sản xuất sắt thép, mặc dù là xí nghiệp lớn như Thái Hồng, cũng không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề ô nhiễm khẩu hiệu phát triển của Tân Hải chúng ta hiện tại là tạo ra thành thị nghi cơ xanh hóa và hiện đại hóa. Nếu Thái Hồng xây nhà máy ở Tân Hải, như vậy thế tất sẽ chế tạo không ít khó khăn cho mục tiêu này của chúng ta. Hứa song kỳ phát hiện hiệu ứng bước đầu sau khi Trương Dương đá chu tường đi đã dần dần hiển hiện ra, Trình Diễm Đông lên tiếng ở trên ý nghĩa nào đó đại biểu cho cái nhìn của Trương Dương. Sự xuất hiện của hắn khiến thực lực của Trương Dương trong thường ủy tiến thêm một bước tăng mạnh, cũng tiến thêm một bước tăng cường quyền khống chế và quyền lên tiếng thực tế đối với Tân Hải. Một chút vui sướng bởi vì Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố mà trở thành thị trường hưa trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Hứa Song Kỳ nói, Tân Hải và Bắc Cảng là một chỉnh thể, Tân Hải là một bộ phận không thể phân tách của Bắc Cảng, Tân Hải phát triển sẽ tăng thêm hào quang cho kinh tế Bắc Cảng, mà sự phát triển của Bắc Cảng cũng sẽ mang đến tác dụng thôi động cực lớn cho Tân Hải. Tôi cho rằng đối với chuyện tập đoàn Thái Hồng xây nhà máy Chúng ta không nên phản đối. Xí nghiệp nhà nước cỡ lớn như Thái Hồng không biết có bao nhiêu thành thị muốn kéo tới, đặt ở bắc cảng, đối với bắc cảng mà nói là một chuyện tốt, so với khống chế ô nhiễm. Chúng ta phải chú ý đến hiệu ích kinh tế cực lớn và đại lượng cơ hội việc làm mà Thái Hồng sẽ mang đến, chiếm dụng bộ phận thổ địa Tân Hải chẳng khác nào mang tới cơ hội cho Tân Hải. Tôi cho rằng không có gì không tốt, tôi thật sự là lấy làm lạ, mọi người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Ô nhiễm ư? xí nghiệp lớn như vậy chẳng lẽ không biết xử lý ô nhiễm? Trương đại quan nhân bật cười ha ha, xử lý ô nhiễm. Lão hứa, anh trên đời này tồn tại xí nghiệp sắt thép biết xử lý tốt ô nhiễm ư, tôi có chết cũng không tin. Hứa song kỳ nói, cho dù tồn tại ô nhiễm trên trình độ nhất định, kỹ thuật công nghiệp hiện đại cũng có thể khống chế, tôi cho rằng chúng ta không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Điều này đối với Bắc Cảng, đối với Tân Hải mà nói đều là một lần kỳ ngộ vượt thời đại, chúng ta không nên bỏ qua. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ô nhiễm có khống chế được không thì tôi không biết, phát triển công nghiệp và ô nhiễm là mâu thuẫn thể, thủy chung tồn tại, gần đây, Tân Hải chúng ta thường xuyên phát sinh chuyện vượt thời đại, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải là vượt thời đại, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố là vượt thời đại, hiện tại Thái Hồng muốn tới Bắc Cảng xây dựng nhà máy, lại cũng vượt thời đại, bọn họ có phải vượt thời đại hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng muốn lấy một khối đất của Tân Hải là thật Tôi không phải hẹp hòi, Tân Hải vẫn thuộc Bắc Cảng quản lý, nói thật lòng, Bắc Cảng cần dùng đất, cho bọn họ một khối cũng không ngại, đất là của quốc gia, không phải là của người nào, ai dùng mà không phải là dùng. Huống chi là người một nhà dùng. Hứa Song Kỳ có chút ngu ngơ nhìn Trương Dương, thằng cha này có ý gì? Hắn nên phản đối chứ, nhưng hiện tại lại nói như vậy. Chẳng lẽ lúc này đã thay đổi ý định? Theo lý mà nói thì là không thể. Quả nhiên Trương Đại quan nhân sau khi tạm dừng một lát thì lập tức lại vòng một vòng, khu đất góc thương gia này đã được liệt vào trọng điểm quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta, dựa theo quy hoạch của chúng ta, nơi này về sau sẽ xây dựng trung tâm hoạt động của xí nghiệp, trung tâm tài chính tương lai. Chúng ta mời các xí nghiệp ra đến đây làm việc, nguyên nhân là nhìn chúng hoàn cảnh sinh thái nơi này, nếu đất của góc thương gia nhượng lại cho Thái Hồng, xây dựng nhà máy sắt thép ở đây, chỉ sợ ngoài cửa sổ toàn là ống khói của nhà máy luyện thép đổi thành là các anh thì các anh có nguyện ý làm việc trong hoàn cảnh như vậy không? Hứa song kỳ không tiếp tục lên tiếng, trong lòng y thầm nghĩ, nếu Thái Hồng Kiên chỉ đòi khu đất đó của góc thương gia, phía Bắc Cảng để lưu lại vị thần tài này khẳng định sẽ đáp ứng. Trương Dương Anh nếu phản đối, thế tất sẽ chọc giận lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Trương Dương này quả nhiên là hạng người không bất lo, không thích sống yên, cứ thích tìm phiền thoái. Hứa song kỳ lại nghĩ, liên quan chó gì tới mình chứ? Trương Dương nói, lão hứa, chuyện này còn phải giao cho anh, anh tìm hiểu tình huống tiến triển mới nhất của chuyện này một chút, có bất kỳ gió thổi cỏ lay thì thông báo cho mọi người. Hứa xong kỳ ừ một tiếng, trong lòng rất là bất mãn, thằng cha này coi mình trở thành thám tử. Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Trương Dương giữ bí thư ủy ban chính pháp trình Diễm Đông, Bộ trưởng tuyên truyền vương quân cường lại, gọi cả bí thư thị ủy đoàn thường hải tâm tới, bố trí chuyện lễ mừng cuối tuần thường hải tâm nói bí thư trương tổ chức lễ mừng cũng không tính là đại sự gì ngài đừng phiền tôi vẫn nhắc lại câu cũ trên tài chính cho chúng tôi bao nhiêu tiền trương dương bật cười biết là cô sẽ hỏi vậy mà vương quân cường nói tiểu thường nói đúng không bột đố gột nên hồ vừa rồi trong cuộc họp tôi cũng nói rồi trương dương nói phương diện tiền không thành vấn đề lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với vương trí cương để hắn gạt những chuyện khác sang một bên sáng tạo điều kiện tiện lợi cho lễ mừng. Hắn nói với Trình Diễm Đông, công tác an toàn nhất định phải làm tốt, lần này tỉnh trưởng Chu tới đây, tôi phỏng Trừng Thị Lý cũng sẽ mời lãnh đạo các thành thị huynh đệ khác, tự chúng ta cũng phải mời một số đại biểu của thành thị hữu hảo tới đây. Thường Hải Tâm nói, tổng cộng có 10 ngày, bây giờ Thị Lý vẫn chưa định ra danh sách khách quý cụ thể, nếu chỉ hoãn thời gian thì khẳng định sẽ ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của chúng ta. Trương Dương cười nói, có gì mà ảnh hưởng, nên chuẩn bị thế nào thì cứ chuẩn bị như thế tôi thấy các lãnh đạo đến tân hải cũng chỉ là tham gia hoạt động lễ mừng thật sự ở lại chỗ chúng ta sẽ không có nhiều đâu vương quân cường nói nhắc tới chuyện này tôi phải nói một câu bí thư trương điều kiện của nhà khách huyện ủy chúng ta không được năng lực tiếp đã hiếu hạn nếu lãnh đạo như tỉnh trưởng chu tới đây sống ở đó à có phải là không thích hợp hay không trương dương nói điều kiện nhà khách theo lý mà nói thì không có gì là không được có điều năng lực tiếp đãi thì quả thực không được, lãnh đạo cấp bậc như tỉnh trưởng Chu ở cùng một chỗ với mọi người cũng không phải là không được, nhưng công tác an phòng lại có áp lực. Trình Diễm Đông nói, các lãnh đạo đều thích hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, nếu tỉnh trưởng Chu ở lại nhà khách huyện ủy, chỉ sợ khách tới thăm sẽ phá sập cử phòng ông ta. Trình Diễm Đông là nói sự thật, những cán bộ cấp thành phố không ai bỏ qua cơ hội được gặp tỉnh trưởng. Trương Dương nói, tôi thấy khả năng tỉnh trưởng Chu ở tại Tân Hải là rất nhỏ phía Bắc Cảng có lẽ sẽ làm công tác tiếp đái, có điều chúng ta vẫn phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thường Hải Tâm nói, tôi có một chủ ý. Mấy người nhìn sang cô ta. Thường Hải Tâm nói, Hải Dương Hoa Viên không hề thiếu biệt thự để không không dùng, sửa sang lại một chút là có thể dùng rồi. Lãnh đạo lớn như tỉnh trưởng Chu đều cần không gian riêng tư, không muốn người khác quấy dày. Tôi thấy lâm thời trưng dụng biệt thự để đó không dùng là có thể giải quyết cái nguy trước mắt rồi. Trương Dương vỗ đùi một cái, nói, đúng vậy, tôi sao không nghĩ đến nhỉ, Hải Tâm, đúng là trẻ tuổi, đầu óc rất linh hoạt. Thường Hải Tâm nghe thấy giọng điệu bề trên của thằng ôn này, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Trương Dương nói, cơm khẳng định là phải lo rồi, đến lúc đó tôi sẽ nói một tiếng với phía Bắc Cảng, để bọn họ lâm thời điều động một số đầu bếp của nhà khách chính phủ thành phố tới hỗ trợ. Phương diện rượu thì tìm người tài trợ, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho nhà máy rượu Giang Thành để giải quyết chương 1635, không hài lòng một. Vương quân cường cười nói, bí thư trương, hiện tại trong lòng tôi tôi cũng có chút cơ sở rồi, giải quyết được chuyện ăn uống ngủ thì những chuyện khác cũng dễ làm. Trình Diễm Đông nói, nếu là làm lễ mừng, có phải bắn pháo hoa hay không? Trương Đại Quan Nhân nói, đúng vậy, nhắc tới tôi mới nhớ, pháo hoa khẳng định là phải bắn rồi, nhưng tìm ai tài trợ đây? Mấy người đều nhìn Trương Dương, thường hải tâm không nhịn được liền bật cười. Bí thư Trương, tôi sao cảm thấy Tân Hải chúng ta keo kiệt như vậy nhỉ? Làm lễ mừng cũng thiếu tiền, đi khắp nơi tìm người tài trợ, để cho người ta biết khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Trương Dương nói, cô thì biết cái gì? Cái này gọi là bản sự, tay không bắt giặc mới là cảnh giới cao nhất của chiêu thương dẫn tư. Thằng cha này nhíu mày nói, cô nói xem, sao tôi không quen xưởng sản xuất pháo hoa nào nhỉ? Trình Diễm Đông thật sự là phục hắn rồi. Hắn nghĩ một chút rồi nói, phương diện này tôi cũng quen, nhà máy pháo Hoa Nam Tích, người ta chuyên làm hạng mục lớn, khi mừng quốc khánh đều là dùng của người ta. Trương Dương nói, vậy thì tốt rồi, chuyện này giao cho anh đi làm. Trình Diễm Đông nói, tôi quen người ta, nhưng giao tình chưa tới mức để người ta phải tài trợ, tôi chắc là có thể mua được với giá xuất xưởng. Trương Dương nói, thế vẫn tốn tiền, Diễm Đông, tôi nghĩ ra một cách, cậu phái người nghiêm tra xưởng pháo Hoa Lậu trong phạm vi Tân Hải thấy cái nào trái phép là tịch thu hết. Trình Diễm Đông vội vàng xua tay nói, "Bí thư Trương, ngài tha cho tôi đi, tôi là cảnh sát, ngài coi tôi trở thành cường đạo à? Cha xưởng pháo hoa phi pháp không phải là không thể được, nhưng cái đó làm sao bằng được pháo hoa nghiêm chính, cho dù chúng ta thu được một đống lớn thì đến lúc đó châm lửa lên thì nó lại xịt, để khách quý thấy sẽ nói chúng ta quá hẹp hòi." Vương Quân Cường và Thường Hải Tâm đều là không nhịn được cười. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ nghĩ thật kỹ. Mọi người đều phải nghĩ chủ ý, phàm là tài trợ mà chúng ta có thể tìm được thì tận lực để không tốn tiền. Chỗ nào cần chi tiền thì nợ được cứ nợ, dù sao thì người chưa chết phí cũng chưa nát, thành phố Tân Hải chúng ta lớn như vậy sẽ không quyệt chỗ tiền nhỏ. Trình Diễm Đông tràn đầy cảm xúc nói, bí thư Trương. Tôi thực sự cảm thấy, anh không đi làm sinh ý rất đáng tiếc. Trương Dương trở lại văn phòng của mình, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Hôm nay trên cuộc họp thường ủy không hề thấy phó bí thư Lưu Kiến Thiết lên tiếng. Hắn bảo phó trưởng trinh gọi Lưu Kiến Thiết tới. Biểu hiện gần đây của Lưu Kiến Thiết vô cùng trầm thấp. Nói chính xác thì từ lúc bí thư Chu Tường của ủy ban chính pháp Tân Hải bị cách chức, Lưu Kiến Thiết liền cảm thấy một loại nguy cơ trước giờ chưa từng có. Hắn bắt đầu nghĩ tới thái độ chính trị của mình trước đây. Hắn ý thức được vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này so với dự đoán của hắn thì cường đại hơn nhiều. Từng có một lần. Lưu Kiến Thiết còn chuẩn bị đứng ở phía đối lập với Trương Dương, nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây khiến hắn nghĩ lại. Trong tình thế phức tạp trước mắt, trầm mặc vẫn là thỏa đáng nhất. Họa là từ ở miệng mà ra, nói ít nhất thật ra là phương thức tốt nhất để giữ mình. Cuộc họp thường ủy hôm nay hắn cũng tham dự, nhưng Lưu Kiến Thiết trong toàn bộ quá trình không nói gì, cười cũng cười, vỗ tay cũng vỗ tay, theo lý mà nói thì hắn cũng được thơm lây, từ phó bí thư huyện ủy biến thành phó bí thư thị ủy, nhưng trong lòng thì lại càng thấp thỏm, hắn lo lắng chuyện của Chu Tưởng sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh trên người mình. Luôn cảm thấy Trình Diễm Đông vào thường ủy chỉ là bước đầu tiên trong bố cục chính trị của Trương Dương, về sau ban lãnh đạo Tân Hải còn có thể sẽ gặp phải thay đổi trên phạm vi lớn, phó thị trưởng thường vụ trong trận doanh thì làm được tốt hơn so với hắn, từ sớm đã nhận chuẩn gây đại thụ Trương Dương này, nhưng về phía trận doanh của hắn. Khiến Lưu Kiến Thiết cảm thấy dối rắm là, Trương Dương hiện tại đã bày ra tư thế chống lại phía Bắc Cảng, Lưu Kiến Thiết khác với Đồng Ngọc Vũ, sự phát triển của Đồng Ngọc Vũ đã tiến vào bình cảnh, thiếu bối cảnh quan hệ, cũng không chiếm được sự coi trọng của lãnh đạo thành phố Bắc Cảng đương nhiệm. Thời gian trước bởi vì Triệu Kim khoa tặng cho hắn lễ vật giá trị mấy trăm đồng mà bị điều tra liên tục, cuối cùng còn ở trên cuộc họp thường ủy xin lỗi công khai, bởi vậy có thể nhìn ra tình cảnh bất đắc dĩ của Đồng Ngọc Vũ. Không gian đề thăng của hắn rất nhỏ, dưới tiền đề như vậy, hắn không thể không lựa chọn kiên định ôm lấy chân Trương Dương. Lưu Kiến Thiết khác với hắn, từ sau khi Trương Dương tới Tân Hải, hắn cũng đã mưu cầu đường ra, hơn nữa trên cơ bản đã định ra rồi, Bí thư thị ủy Hạng Thành đã gật đầu để hắn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Lâm Mông, trên cơ bản định vào tháng 8, trở thành bí thư huyện ủy Lâm Mông cũng là được đề thăng rồi, cho nên hiện tại tâm tình của Lưu Kiến Thiết là không cầu vô công nhưng cầu vô tội, hắn đã không muốn đắc tội với Trương Dương, cũng không muốn bị Trương Dương coi là súng, bởi vì từ các loại hiện tượng trước mắt hắn đã nhìn ra mâu thuẫn giữa Trương Dương và lãnh đạo thành phố Bắc Cảng càng thích càng sâu. Tuy rằng không muốn quan tâm nhưng Trương Dương gọi thì hắn không thể không để ý, sau khi nhận được thông chi, Lưu Kiến Thiết rất nhanh liền tới văn phòng của Trương Dương, vốn địa điểm làm việc của hai người đều chung một tầng lầu. Lưu Kiến Thiết này là tiếu diện Phật, cả ngày tươi cười, bước vào cửa lớn văn phòng Trương Dương, hắn bật cười trước bí thư Trương, ngài tìm tôi. Trương Dương ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, cười vẫy vẫy tay với hắn, Lưu Kiến Thiết phát hiện đối diện bàn làm việc của Trương Dương đã xếp sẵn một cái ghế, khẳng định là trước chuyện đã chuẩn bị tốt, xem ra bí thư Trương muốn nói chuyện gần gũi với mình. Lưu Kiến Thiết cười ha ha ngồi xuống, tuy rằng hắn thật sự không nghĩ ra lý do mình cười với Trương Dương, nhưng vẫn nở nụ cười, ai bảo người ta là lãnh đạo. Hạ cấp đối với thượng cấp cho dù là không muốn cúm núm nịnh bợ thì cũng phải miễn cưỡng cười vui, anh thấy ai cũng lạnh như băng xương à? trừ phi là anh không muốn làm nữa sau khi phó trường trinh đưa lên một ly trà thì xoay người rời đi thuận tay đóng cửa phòng lại lưu kiến thiết nói bí thư trương ngài tìm tôi có việc gì à trương dương gật đầu nói cũng không có gì quan trọng vừa rồi trên cuộc họp thường ủy tôi nhìn thấy anh thủy trung không lên tiếng cho nên muốn hỏi riêng anh một chút có phải thấy đề tài thảo luận hôm nay có chỗ nào không ổn hay không lưu kiến thiết nói bí thư trương không phải tôi không muốn lên tiếng mà là những gì tôi muốn nói người khác đều nói rồi, tôi không thể nào đi lặp lại được. Trương Dương cười cười, thằng cha này rất là giảo hoạt, câu nói đầu tiên đã cho qua được thái độ rửng dưng của hắn, đúng là tên giảo hoạt đã tẩm dâm trong quan trường nhiều năm. Trương Dương nói, tôi muốn nghe ý kiến của anh đối với việc Thái Hồng thiết lập nhà máy. Lưu Kiến Thiết nói, chuyện này không phải vẫn chưa có quyết định cuối cùng ư. Tôi đã đọc bản quy hoạch đó rồi, góc thương gia chỉ là suy tính bước đầu của Thái Hồng, người ta vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trương Dương nói, chúng ta phải nghĩ trước, phản nhất bọn họ kiên trì xây nhà máy ở góc thương gia thì làm sao bây giờ? Tân Hải chúng ta không chỉ đơn giản là cắt cho họ một khối đất, mà quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lưu Kiến Thiết cười nói, thật ra tôi cảm thấy, thị lý nhất định sẽ cân nhắc chu toàn, xí nghiệp Thái Hồng lớn như vậy, ai mà không muốn mời tới chứ, nếu bọn họ quyết định xây nhà máy cân nhắc ở Bắc Cảng, tôi phỏng chừng chuyện này chẳng ai ngăn được. Về phần nhà máy cuối cùng chọn đặt ở đâu thì vẫn có thể thương lược, thị lý không thể không cân nhắc đến lợi ích của Tân Hải. Trương Dương nghĩ thầm anh vòng một vòng lại chẳng khác nào là không nói gì, hắn mỉm cười nói, lão lưu, tôi là muốn hỏi anh, nếu anh ở vị trí của tôi, anh sẽ đồng ý đẻ thái hồng xây nhà máy ở góc thương gia ư. Lưu kiến thiết ngây ra một thoáng, có điều hắn lập tức liền bật cười, Trương Dương cũng cười, có điều trong nụ cười của hai người đều lộ ra vẻ dối trá lưu kiến thiết nói bí thư trương tôi không phải anh tôi cũng không có sự quyết đoán của anh nhưng anh bảo tôi nói thì tôi xin nói chuyện mà thị lý đã ép xuống tôi không cản được cũng không có bản sự đó hắn cũng đang nói thật trương dương gật đầu nói lão lưu à trong khoảng thời gian này tôi phải làm mấy việc có thể là thời gian ra ngoài nhiều hơn một chút phía tân hải giao cho anh nhé lưu kiến thiết vẫn như trước đây gật đầu nói bí thư trương yên tâm đi tôi tôi nhất định sẽ làm tốt công tác bản chức những lời này là một lời hai ý, chuyện hắn được phân hắn nhất định sẽ làm tốt, chuyện thuộc trong phạm vi quyền lực của hắn thì hắn không quản được. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, anh có thể làm tốt công tác bản chức đã là không dễ dàng rồi, trong khoảng thời gian này tới Tân Hải, hắn cũng đã nắm được tương đối năng lực của mấy thường ủy, lưu kiến thiết này là loại người tiếu lý tàng đao điển hình, là lão bánh quẩy trong quan trường, nếu làm đại sự thì thật đúng là không hy vọng gì được vào hắn. Trương Dương Hàn Huyên với Lưu Kiến Thiết chưa được mấy câu thì có điện thoại chúc mừng cắt đứt. Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, tin tức này truyền ra thật sự rất mau, Trương Đại Quan Nhân lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, bằng hiếu cũng không ít, người biết được tin tức này tất nhiên đều sẽ chúc mừng, Lưu Kiến Thiết biết điều cáo từ. chương 1636, không hài lòng hai. Người gọi điện thoại tới đầu tiên là Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã đã nhận được lời mời của phía Bắc Cảng, mời hắn tới tân hải tham gia nghi thức lễ mừng cử hành cuối tuần đỗ thiên giã nói trương dương cậu đúng là không ra gì cả tổ chức lễ mừng cậu không mời tôi ngược lại để bí thư hạng đề xuất lời mời sao không muốn tôi tới à trương dương cười khổ nói lão đại anh cũng đừng làm khó tôi tôi là cấp bậc gì tuy rằng đã thành công bỏ huyện lập thành phố nhưng tôi vẫn là cán bộ cấp ban huyện anh là cấp bậc gì tôi mời anh đó không phải chẳng khác nào anh mời tổng thống nước mỹ tới tham giang thành ư cũng không phải là cùng một cấp bậc vứt bỏ quan hệ của hai ta không nói tới tôi nếu mời anh thì đó là bất kính đối với anh bí thư hạng mới đủ phân lượng nói tới đây hắn tạm dừng một chút hình như bí thư hạng cũng vẫn thiếu anh là thường ủy tỉnh hắn so với anh vẫn kém hơn nửa cấp đỗ thiên giã bật cười ha ha thằng nhóc cậu lúc nào cũng có lý do trương dương nói anh có tới không Đỗ Thiên Giã nói, tới chứ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho dù tôi không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt bí thư hạng. Trương Dương Nhất Trâm Kiến Huyết nói, chỉ sợ không chỉ có như vậy đâu, tỉnh trường Chu cũng tới, anh là nể mặt người ta. Đỗ Thiên Giã cười mắng, hỗn tiểu tử, cậu làm như tất cả mọi người đều không có đức hạnh như cậu vậy. Trương Dương nói, chúng ta nói trước nhé, anh tới là tới, tôi chiêu đãi anh ăn uống miễn phí thì anh cũng đừng quên quà, với thân phận của anh, ngàn vạn không là gì mà với quan hệ của hai tại phần đại lễ này cũng không thể để người khác chê cười anh nhỏ nhen được anh nói xem đúng không đỗ thiên giã nói tôi nhổ vào cậu đây là đang mời tôi ư ừ, là vơ vét tài sản trắng trợn thì đúng hơn tôi chưa bao giờ gặp anh như câu trương dương nói bởi vì tôi đặc biệt cái này kêu là nổi tiếng đỗ thiên giã nói cậu là thằng mù đạp đúng cứt chó bí thư đỗ anh chú ý tố chất đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi mở miệng ngậm miệng cứ giống như là học sinh tiểu học ấy Đỗ Thiên Giá cười nói tôi là gặp ai nói vậy thôi gặp quỷ nói chuyện ma quỷ cậu nhất định phải làm tốt công tác tiếp đái nếu tôi không hài lòng cẩn thận tôi nói xấu cậu trước mặt hạng thành Trương Dương nói lão đại à anh thấy anh lợi hại hay là hạng thành lợi hại câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời cậu thế nào Trương Dương cười nói anh so với hạng thành thì cao hơn nửa cấp còn là thường ủy tỉnh đến anh tôi còn không sợ anh cho rằng tôi sẽ sợ hạng thành ư đỗ thiên giã cười ha ha cuồng vọng tôi nhắc nhở cậu đừng có vảnh đuôi lên trời không cẩn thận sẽ lộ chứng đấy đến lúc đó thì mất mặt lắm trương dương nói anh là lãnh đạo không có tố chất nhất trong những lãnh đạo mà tôi đã từng gặp như nhau cả thôi hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong cười đùa tần thanh cũng gọi tới chúc mừng nghe thấy giọng nói ôn nhu dễ nghe của tần thanh trương đại quan nhân lập tức mặt mày hớn hở tần thanh nói bí thư trương chúc mừng anh đã tiến được một bước lên trên sĩ đồ trương dương nói không phải là anh tiến bước mà là cả tập thể tiến bước anh vẫn là anh của ngày xưa vĩnh viễn không thay đổi trước em tần thanh ôn nhu nói ôn nhu nói ai nói không thay đổi anh hiện tại đã là bí thư thị ủy rồi trương dương nói một cách xưng hô thôi đúng rồi em định thưởng anh thế nào giọng nói của Tần Thanh ở bên kia xuống, có chút ngượng ngập nói, em hiện tại có chút muốn làm bí thư thị ủy rồi. Trương đại quan nhân trong lòng vui lắm, lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt lực dâng lên giữa hai chân, thanh mỹ nhân càng lúc càng đáng yêu, không ngờ lại di hoa tiếp mộc, sử dụng lời nói kinh điển của mình lên chính mình. Trương đại quan nhân cười nói, bí thư thị ủy ở đây này, em muốn làm thế nào thì làm. Tần thanh xấu hổ không chịu nổi, đáng ghét, không để ý tới anh nữa, Trương đại quan nhân hắng giọng nói, này, bọn anh thứ bảy tuần sau tổ chức lễ mừng long trọng, anh chính thức gửi lời mời tới em, phía nội thành mới đông giang em giúp anh mời chủ nhiệm lưu bảo toàn. Tần Thanh nói, được, em nhất định sẽ tới. Cổ động tình lang là chuyện tất nhiên phải làm. Trương đại quan nhân lúc này mới cảm thấy làm lễ mừng có tính tất yếu, trên quan trường cũng phải chú ý nhân tình qua lại, không phải anh muốn khiêm tốn là khiêm tốn được, điện thoại chúc mừng liên tiếp được gọi tới, hơn nữa trên cơ bản đều là nhân vật trọng yếu. Trương đại quan nhân có chút ứng phó không nổi, bắt đầu từ cú điện thoại của Đỗ Thiên Giã, hắn không dừng nhận điện thoại chút nào, nhận điện thoại ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được yên tĩnh trong chốc lát, Trương Dương gọi phó trưởng Trinh tới. Lúc vừa rồi, hắn tự mình gửi đi hơn 9 lời mời. Trương Dương tối nay khẳng định phải tới Xuân Dương, sáng mai là thanh minh, hắn phải cùng An Ngữ Thần tới tảo mộ cho An Lão Gia Tử, mình kính là cháu rể của người ta, ngay cả con cũng cùng an ngữ thần sinh ra rồi. Trương Dương dặn dò Phó Trường Trinh, trong lúc mình không ở Tân Hải, chuyện quan trọng thì cứ tới tìm Lưu Kiến Thiết. Hắn không bảo Chu Sơn Hổ đưa mình đi, tự mình lái chiếc Audi đó chuẩn bị tới Xuân Dương. Nhưng Trương Dương vừa rời khỏi trung tâm hành chính thì liền nhận được điện thoại của Giám đốc điều hành tập đoàn Thái Hồng Cơ Nhược Nhạn. Tối hôm qua hắn ở Long Ngâm các gặp Cơ Nhược Nhạn, có điều bọn họ không nói chuyện nhiều với nhau cơ nhược nhạn đề xuất gặp mặt với Trương Dương, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Trương Dương lập tức liên tưởng đến chuyện Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng, cơ nhược nhạn tìm hắn 89 phần 10 là vì chuyện này, hắn không cân nhắc lâu liền đáp ứng ngay. Cơ nhược nhạn chọn nơi gặp mặt là quán cà phê ở khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, nơi này là vật nghiệp của tập đoàn Hoa Quang, Trương Dương biết giao tình của Triệu Vĩnh Phúc và Tiêu Quốc Thành không phải bình thường. Mơ hồ đoán được Triệu Vĩnh Phúc chọn Bắc Cảng là địa điểm thành lập phân nhà máy có thể có quan hệ nhất định với tiêu quốc thành. Cơ Nhược Nhạn hôm nay mặc bộ quần áo nghề nghiệp đầy nữ tính, bên ngoài là áo khoác đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, đầu quấn búi tóc, lộ ra vẻ vô cùng giỏi giang. Trương Đại quan nhân bởi vì chuẩn bị tới Xuân Dương cho nên hôm nay chỉ mặc quần áo bình thường. Nhìn thấy Trương Dương đi vào cửa lớn của quán cà phê, Cơ Nhược Nhạn đứng lên, cười khúc khích nhìn Trương Dương, chờ Trương Dương tới gần. Cô ta mỉm cười nói, "Bí thư Trương thật đúng giờ." Trương Dương chỉ vào đồng hồ của mình, nói quan niệm thời gian của tôi luôn luôn rất mạnh. Sau khi hai người ngồi xuống, Cơ Nhược Nhạn nói, "Bí thư Trương uống trà hay là cà phê?" Trương Dương nói, "Trà đi." Cơ Nhược Nhạn gọi cho hắn một bình Bích Loa Xuân, còn gọi cho mình một ly cà phê. Trương Dương nói, "Tôi buổi trưa còn phải đi ra ngoài, Cơ tiểu thư có chuyện gì thì chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề." Cơ nhược nhạn cười cười, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, hai hàng lông mày dài nhỏ nhíu về phía giữa trán, sau đó nhanh chóng giãn ra, tư sắc của cơ nhược nhạn thuộc loại thượng thừa, nếu không cũng sẽ không khiến Lương Khang, một trong tam công tử của kinh thành thần hồn biên đảo. Cơ nhược nhạn nói, bí thư trương, anh đã xem bản quy hoạch mà tối hôm qua anh cầm chưa? Trương Dương gật đầu nói, xem rồi, hơn nữa xem rất kỹ, bản quy hoạch đó hình như có một bộ phận liên quan tới Tân Hải của chúng tôi. Cơ Nhược Nhạn cười nói, anh rất tinh. Trương Dương nói, chuyện rõ ràng như vậy mà tôi còn không thấy thì sao có thể làm được bí thư thị ủy Tân Hải? Góc thương gia có dính 10 km vuông của Tân Hải chúng tôi, đây không phải là một con số nhỏ. Cơ Nhược Nhạn mỉm cười nói, trong nhân sinh thật sự là đầy sự trùng hợp, bí thư Trương, xem ra chúng ta có cơ hội hợp tác rồi. Trương Dương nói, theo ý của cô thì hình như chuyện này đã định rồi cơ nhược nhãn nói, Thái Hồng tiến hành khảo sát để thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng đã khảo sát hơn 2 năm. Chúng tôi đồng thời vào lúc khảo sát cũng đã tiến hành chọn nơi đặt nhà xưởng. Lựa chọn góc thương gia cũng là kết quả đánh giá của chuyên gia của chúng tôi. Hiện tại đã định ra sẽ xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng. Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi lập tức sẽ khởi động xây dựng nhà xưởng. Trương Dương nói, hiệu suất cũng cao quá nhỉ. Cơ nhược nhãn nói, mục đích tôi hôm nay tìm anh là để thông báo chuyện này. Bí thư Trương, chúng ta là lão bằng hiếu, về sau Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở bên này, khẳng định sẽ hợp tác trường kỳ, hy vọng anh có thể ủng hộ chúng tôi trên phương diện chính sách. Trương Dương nói, cơ tiểu thư, chuyện này chúng tôi trước tiên nói kỹ đã nhé, các cô có biết chuyện khu đất của góc thương ra đó chúng tôi cũng đã có quy hoạch không? Cơ nhược nhạn có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, bí thư Trương, tôi không được nghe nói. Cô ta làm sao mà không được nghe nói cho được, thương trường như chiến trường, Trước khi ra tay tất nhiên phải làm tốt biết người biết ta, cơ nhược nhạn vô cùng hiểu rõ tình huống của khu đất góc thương gia. Trương Dương nói, khu đất của góc thương gia đã được tính vào trong khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, là khu vườn công nghiệp màu xanh trong tương lai, cũng là tổng bộ làm việc của xí nghiệp tương lai, tôi không thể thay đổi quy hoạch, giao đất cho các cô mở nhà máy thép được. Chương 1637, không hài lòng 3 Cơ Nhược Nhãn nói, nhưng phía thành phố Bắc Cảng đã đồng ý. Trương Dương nói, Thị Lý không nói gì với tôi cả. Cho dù có nói với tôi thì tôi cũng không thể đáp ứng. Cơ Nhược Nhãn nói, Bí thư Trương, Thái Hồng Sở Dĩ quyết định thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng, chính là nhìn chúng hoàn cảnh địa lý ưu việt của nơi này, Góc Thương Gia phù hợp với điều kiện của chúng tôi. Đối với điều này chúng tôi đã tiến hành đánh giá tổng hợp, chuẩn bị công tác quy hoạch trường kỳ. Nếu anh kiên trì không muốn nhượng lại khu đất đó của Góc Thương Gia sức hấp dẫn của Bắc Cảng đối với Thái Hồng cũng giảm bớt thậm chí là biến mất. Cô Tạo Huyền chuyển tỏ thái độ, nếu Trương Dương chế tạo chướng ngại trong chuyện khu đất góc thương gia, Thái Hồng rất có thể sẽ từ bỏ việc xây dựng nhà máy ở Bắc Cảng. Trương Dương nói, tôi thấy chuyện này các cô vẫn nên cân nhắc lại một chút. Cơ nhược nhạn nói, bí thư Trương, có lẽ người nên cân nhắc lại là anh. Thái độ của cơ nhược nhạn sở dĩ dám cường ngạnh như thế là vì cô ta trong lòng có cơ sở, Phía Bắc Cảng cực kỳ coi trọng chuyện tập đoàn Thái Hồng thiết lập phân nhà máy, Bí thư thị ủy Hạng Thành, thị trưởng Cung Hoàn Sơn đã trước sau tỏ thái độ với bọn họ, chỉ cần Thái Hồng đồng ý xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, vị trí nhà máy sẽ do họ chọn. Phạm vi không chỉ là Bắc Cảng mà còn bao gồm cả huyện thành phố dưới quyền quản lý của Bắc Cảng. Hiện tại hợp đồng vẫn chưa chính thức ký kết, liền gặp trở ngại, phía Thái Hồng tất nhiên muốn tìm phía Bắc Cảng để hỏi cho rõ. Lần gặp mặt này của Trương Dương và cơ nhược nhạn có thể nói chia tay trong không vui, trên đường hắn tới Xuân Dương cũng bởi vì chuyện này là kéo dài. Rời khỏi kim sắc cảng loan không bao lâu thì đã bị thị trưởng cung hoàn sơn tuyên triệu. Trương đại quan nhân không cần nghĩ cũng biết là chuyện của Thái Hồng, từ tối hôm qua đọc được bản quy hoạch của Thái Hồng, trong lòng Trương Dương đã hiểu rõ, quả bom này rất nhanh sẽ nổ, quả nhiên, lúc này mới qua một buổi tối, vấn đề đã bị mang lên mặt bàn cung hoàn sơn sắc mặt âm trầm trương dương vừa tiến vào văn phòng y đã không nén được giật nói trương dương anh rốt cuộc muốn làm gì trương đại quan nhân cười nói thị trưởng cung tâm tình của ngài hôm nay không tốt à có phải là tôi đã làm sai chuyện gì không cung hoàn sơn nói anh đã nói gì với cơ tiểu thư của tập đoàn thái hồng trương đại quan nhân nói việc này sao cô ta nhanh như vậy đã báo cáo với ngài rồi à cung hoàn sơn giận lắm dùng tay chỉ vào Trương Dương, nói anh thân là một quốc gia cán bộ một quốc gia, sao có thể nói năng vô trách nhiệm như vậy? Hả, anh biết chúng tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết, mất bao nhiêu cố gắng mới mời được tập đoàn Thái Hồng tới đây không? Anh cũng là một phần tử của Bắc Cảng, cho dù anh không muốn hỗ trợ thì cũng không thể dỡ nhà của người mình được chứ. Trương Đại Quan Nhân rất bình tĩnh, nhìn Cung Hoàn Sơn tựa như nhìn thấy một con mèo bị dẫm lên đuôi. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ngài sao lại nói vậy tôi dỡ nhà ngài lúc nào cái mũ này to quá tôi đội không nổi đâu cung hoàn sơn nói trương dương anh đã nói gì với cơ tiểu thư anh cho rằng tôi không biết ư trương dương nói tôi cũng bực lắm tôi buổi trưa mới gặp mặt với cô ta hai người chúng tôi cũng chỉ hàn huyền vài câu sao anh biết vậy chẳng lẽ cơ nhược nhạn nói gì với tôi quay đầu lại là báo cáo với anh ư hai người các anh rốt cuộc là có quan hệ gì cung hoàn sơn bị hắn nói vậy đỏ mặt tía tai bảo anh đừng có nói năng linh tinh anh rốt cuộc đã nói gì với cô ta trương đại quan nhân bật cười thị trưởng cung anh gọi tôi đến là để nói việc này ư không phải anh đã biết chúng tôi nói gì rồi ư anh nếu đã biết thì còn hỏi tôi làm gì anh cung hoàn sơn tức giận đến nỗi thiếu chút nữa lòi cả mắt có điều trương dương nói quả thực có lý anh không phải là làm việc thừa trương đại quan nhân rất am hiểu đạo mềm nắn rắn buông nhìn thấy cung hoàn sơn tức giận, thằng cha này thích hợp nhường một bước, nhường một bước tuyệt đối không có nghĩa là từ bỏ điểm mấu chốt, nếu cứ kiên trì đối kháng, hắn và cung hoàn sơn hiện tại sẽ gặp phải trường hợp đối chọi gay gắt và quyết tuyệt, đối với trương đại quan nhân mà nói, căn bản là không cần thiết, hắn cười nói thị trường cung, anh trăm ngàn đừng nóng giận, không thể chỉ nghe lời nói của phía Thái Hồng được, ý kiến của tôi anh có phải cũng nên nghe một chút không? Cung Hoàn Sơn gật đầu, tình tự của y nhanh chóng bình tĩnh lại, tức giận cũng không giúp được gì, hơn nữa người mà y phải đối mặt là Trương Dương, tuyệt đối không phải là mình hổ khu nhất chấn, hổ mục nhất chừng là có thể lợi dụng vương bát chi khí để chấn trụ hắn, huống chi người ta thủy chung chỉ mỉm cười với y, mình nếu vảnh dâu chừng mắt, chẳng phải là lòng dạ không đủ thâm sâu, vừa mới bắt đầu giao phong đã rơi vào thế yếu rồi ư. Có cân nhắc như vậy, vẻ mặt của cung hoàn sơn không ngờ dịu đi một chút, y cuối cùng nói một câu, anh ngồi xuống nói đi. Trương đại quan nhân đặt mông xuống sofa, hai chân theo thói quen bắt chéo ngách lên. Khi đã nhìn ai không vừa mắt, bất kỳ động tác dù rất nhỏ nào của đối phương cũng đều có thể kích khởi sự phản cảm từ phía mình. Cung Hoàn Sơn hiện tại chính là như vậy. Trong mắt y, Trương Dương hiện tại rất cuồng ngạo kiêu ngạo, tự cao tự đại, đối mặt lãnh đạo thượng cấp như mình không ngờ không biểu hiện ra một chút ít kinh ý nào. Cung Hoàn Sơn sai lầm cho rằng, đây đều là hậu quả xấu do Tân Hải bỏ huyện lập thành phố mang đến, một người trẻ tuổi từ bí thư huyện ủy biến hóa nhanh chóng trở thành bí thư thị ủy. Cái đuôi sẽ phỉnh lên trời. Trong ánh mắt của Cung Hoàn Sơn, Trương Dương đã nhận thấy được sự chán ghét của y đối với mình, nhưng Trương Dương không quan tâm. Hôm nay ông chính là giáp tâm chọc giận mày, mày càng không vui thì trong lòng tao càng khoái. Ngữ khí của Cung Hoàn Sơn tràn ngập vẻ chất vấn, Trương Dương, anh vì sao gây trở ngại trong chuyện thái hồng xây nhà máy. Trương Dương nói, chuyện này từ đâu mà có. Thái Hồng quyết định xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, là chuyện giữa Thái Hồng và Bắc Cảng, phạm vi chức quyền của tôi ở Tân Hải, chuyện của Bắc Cảng cho dù tôi muốn hỏi thì cũng không có năng lực đó, thị trưởng cung xem trọng tôi rồi." Cung Hoàn Sơn nói, "Anh đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, chuyện góc thương gia anh đã nói gì?" "Hả, anh nói với cơ tiểu thư rằng, quyết không cho phép Thái Hồng xây nhà máy trên đất của góc thương gia, có chuyện này hay không?" Trương Dương cười nói, "Thị trưởng cung, thì ra là chuyện này à." cơ nhược nhạn này cũng thật sự là, cô ta có phải muốn xuyên tạc ý tứ của tôi hay không? Góc thương ra không phải là của Tân Hải hết, tôi nào có quyền lực này. Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương, bản quy hoạch đó anh cũng đọc rồi, Thái Hồng bước đầu định xây dựng phân nhà máy ở góc thương gia, nếu chuyện này cuối cùng được xác định, có thể sẽ chiếm dụng 10 km vuông đất Tân Hải. Trương Dương nói, thị trưởng cung, thế thì không được rồi. Sắc mặt Cung Hoàn Sơn lại thay đổi, thằng ôn này tính chơi mình à lúc thì mặt mèo lúc thì mặt chó, lão hổ không phát huy thì anh thực sự coi tôi là mèo bệnh à. Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương, Thái Hồng xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng là chuyện đã định, phía Bắc Cảng chúng tôi đã đáp ứng, trong phạm vi của Bắc Cảng, Thái Hồng có thể tùy ý chọn vị trí, tất cả đều phải nhường đường cho Thái Hồng. Trương Dương nói, tôi nói này, triệu tổng này thật sự là hồ đồ, vì sao muốn chọn góc thương gia góc thương gia nhỉ, đổi lại là tôi thì tôi nhất định sẽ chọn trung tâm thành phố, tắc đất tắc vàng, về sau không cần quan tâm nhà máy thép sản xuất ra được bao nhiêu tiền chỉ cho thuê đất thôi cũng đủ lãi to rồi cung hoàn sơn rốt cuộc cũng không nhịn được cậu đừng có nói linh tinh với tôi nói chuyện quỷ quái gì thế trung tâm thành phố có thể xây nhà máy ư người ta nhìn chúng chính là góc thương gia trương dương nói góc thương gia thì không thể được khu đất đó có vị trí quan trọng trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu tân hải không phải tôi không phối hợp với công tác của lãnh đạo mà là tôi thật sự không thể phối hợp nếu đem khu đất này cho Thái Hồng, lợi ích của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng." Cung Hoàn Sơn nói, "Trương Dương, anh nên có cái nhìn đại cục, làm việc gì cũng phải nghĩ xa một chút." Trương Dương nói, "Cái gì gọi là cái nhìn đại cục? Hy sinh cái tôi để thành toàn cho mọi người." Cung Hoàn Sơn nói, "Tập đoàn Thái Hồng là xí nghiệp long trong ngành sản xuất sắt thép của quốc gia ta, nếu thuận lợi đặt ở Bắc Cảng sẽ có tác dụng thúc đẩy cực lớn tới sự phát triển của Bắc Cảng." Trương Dương nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu chẳng lẽ kéo lùi Bắc Cảng à? Một nhà máy sắt thép khẳng định quan trọng hơn khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi ư? Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương, Thái Hồng xây nhà máy không mâu thuẫn với khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Tân Hải các anh, các anh có thể tiếp tục làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu, anh phải nhận rõ, giữa hai bên không phải là quan hệ đối kháng mà là xúc tiến quan hệ lẫn nhau. Trương Dương nói, thị trường cung, ngài có cần tôi nhắc lại không? Khu đất đó của góc thương gia chúng tôi đã có quy hoạch, là khu vườn công nghiệp màu xanh trong tương lai của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng là tổng bộ làm công của xí nghiệp khu bảo lưu thuế nhập khẩu, ngài hiện tại đang bảo tôi từ bỏ quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu để thành toàn cho hạng mục của tập đoàn Thái Hồng. Chương 1638, không hài lòng 4. Cung Hoàn Sơn nhíu mày, y cũng không biết quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, y cũng không quan tâm thậm chí có thể nói là sâu trong lòng y rất kháng cự của tất cả của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tất cả những gì phát sinh ở Tân Hải đơn giản là để góp một viên gạch cho chính tích của Trương Dương. Chính tích của Trương Dương càng nổi bật thì khiến thị trường Bắc Cảng y càng mờ nhạt. Cung Hoàn Sơn nói Trương Dương, khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể xây dựng tổng bộ xí nghiệp ở đâu cũng được. Nhưng phía Thái Hồng đã tuyên bố, bọn họ cần khu đất đó của góc thương gia, nếu chúng ta không nhượng bộ, chuyện Thái Hồng xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng rất có thể sẽ bởi vậy mà tan thành bọt nước. Trương Dương nói, thị trường cung, tôi không biết vì sao Thái Hồng nhất định phải xây dựng nhà máy thép ở góc thương gia, tôi lại càng không cho rằng một phân nhà máy của tập đoàn sắt thép quan trọng hơn khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp quốc gia. Thái Hồng chọn vị trí ở Bắc Cảng, bất kể bọn họ chọn nơi nào tôi cũng không can thiệp được, dù sao cũng không phải là chuyện trong phạm vi chức quyền của tôi, nhưng nếu Thái Hồng muốn chen chân vào Tân Hải, muốn trưng dụng khu đất vốn thuộc về khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cung Hoàn Sơn lại nổi giận, Trương Dương, anh tốt nhất hãy cân nhắc cho kỹ. Trương Dương nói, không cần phải cân nhắc, tôi sẽ không đồng ý, trừ phi tôi là làm bí thư thị ủy Tân Hải nữa, nếu không đừng ai hòng trưng dụng một tấc đất của Tân Hải. Anh, hai tròng mắt của Cung Hoàn Sơn cũng sắp lòi ra rồi. Trương Dương nói, thị trường cung, chúng ta luận sự, Tôi đối với cá nhân ngài không có bất kỳ thành kiến gì cả, ngài hôm nay gọi tôi tới, chính là muốn trưng cầu ý kiến của tôi, ý kiến của tôi đã biểu đạt xong rồi, không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Cung Hoàn Sơn oán hận gật đầu, anh khiến tôi rất thất vọng. Trương đại quan nhân nói, tôi không muốn khiến ngài thất vọng, nhưng tôi cũng không hy vọng của ngài được xây dựng trên sự đau khổ của tôi, lần này thực sự xin lỗi ngài. Cung Hoàn Sơn xua tay, y không ngờ áp chế lửa giận trong lòng rất tốt. Trương Dương lễ phép cáo từ y, Trấn Định tự nhiên rời khỏi văn phòng của cung Hoàn Sơn. Trương Đại Quan nhân minh bạch, chuyện này sẽ không bởi vì hắn có thái độ phản đối kiên quyết mà kết thúc như vậy. Phía Bắc Cảng thao tác chuyện Thái Hồng xây dựng phân nhà máy đã có một đoạn thời gian khá dài, vì điều này mà bỏ rất nhiều công sức. Chuyện này nếu thành công sẽ có nghĩa là một chính tích huy hoàng đối với mấy vị lãnh đạo của Bắc Cảng, bọn họ đương nhiên sẽ không để việc tới tay còn bay mất. Mà phía Thái Hồng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quan hệ giữa Triệu Vĩnh Phúc và mình trước giờ không được tốt lắm, thù mới hận cũ, hiện giờ lại trở nên gay gắt, nếu bởi vậy mà làm Triệu Vĩnh Phúc tức giận, chỉ sợ người này còn khó có thể đối phó hơn đám lãnh đạo Bắc Cảng. Trương Dương từ trong văn phòng của Cung Hoàn Sơn đi ra, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện này, có thể đoán được áp lực các mặt rất nhanh sẽ ập về phía mình, hắn phải tìm một sự ủng hộ hữu lực, có lẽ đã đến lúc đánh tiếng với Tống Hoài Minh rồi. Một thanh âm từ phía trước vang lên, bí thư Trương Trương Dương ngẩng đầu như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công xuất hiện ở đối diện hắn, Trương Dương ngượng ngùng cười cười, đi tới chỗ Viên Hiếu Công, nói: "Viên cục, thật có lỗi, trong đầu tôi đang suy nghĩ mấy chuyện, không nhìn thấy anh." Viên Hiếu Công gật đầu, trên mặt ít nhiều lộ nhưng nét cười, gần đây y và Trương Dương đã lâm vào thời kỳ ngưng chiến, quan hệ với nhau cũng đã dịu đi. Viên Hiếu Công nói: "Chúc mừng anh, hiện tại anh đã là bí thư thị ủy rồi." trương dương cười ha ha nói vẫn vậy thôi tôi đang muốn gửi thiếp mời tới viên cục thứ bảy tuần sau tân hải chúng tôi tổ chức hoạt động lễ mừng bỏ huyện lập thành phố viên cục nếu có thời gian thì tới ủng hộ nhé viên hiếu công nói không thành vấn đề y nhớ tới một chuyện đúng rồi đã bắt được kẻ trộm xe của kiều tiểu thư chúng tôi đang thẩm vấn trương dương nói cái nào xe mercedes mất hai lần cho nên hắn mới hỏi vậy viên hiếu công nói cái thứ nhất chính là kẻ sau khi trộm xe thì bán cho Lý Vượng Cửu ấy. Trương Dương nói, "À, lần đầu tiên trộm xe tính ngẫu nhiên rất lớn, lần thứ hai ô tô bị trộm khẳng định là người khác cố ý làm, đến bây giờ chiếc Mercedes việt giã đó vẫn là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tin tức nào, phỏng chừng hy vọng tìm về đã xa vời." Viên Hiếu Công nói, "Chúng tôi sẽ tận lực tranh thủ phá án." Trương đại quan nhân lúc này cũng biểu hiện ra vẻ rất phối hợp, thuận theo tự nhiên đi. Viên Hiếu Công gật đầu với gật đầu chuẩn bị rời đi, đi được hai bước lại nghĩ tới một chuyện, "Bí thư Trương, thứ bảy các anh làm lễ mừng, có cần pháo hoa hay không?" Trương Dương nói, "Cần chứ." Viên Hiếu Công nói, "Tết âm lịch năm nay, chúng tôi tra được hai thuyền buôn lậu pháo hoa, những thứ này cũng phiền, cất cũng cần địa điểm đặc biệt, còn cần người đặc biệt trông coi, lại còn chất bảo quản, pháp viện cũng không muốn thụ lý bán đấu giá, vốn muốn tập trung tiêu hủy, vừa hay các anh làm lễ mừng." coi như là hạ lễ của Cục Công an Bắc Cảng chúng tôi dành cho các anh đi. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy thật sự là kinh hỉ vô cùng, viên hiếu công bán cho hắn nhân tình này cũng không nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, sau khi trải qua chuyện không vui lần trước, viên hiếu công đang tích cực chủ động tu bổ quan hệ với hắn. Trương Dương nói, vậy đa tạ viên cục, lát nữa tôi sẽ bảo trình diễm đông tới chỗ ngài nhận. Viên hiếu công làm việc tốt thì làm tới cùng, không cần phiền toái như vậy, lát nữa tôi sẽ cho người mang tới chỗ các anh sau khi trương dương cáo từ viên hiếu công trở lại bên trong xe audi trước tiên gọi điện thoại cho tống hoài minh tống hoài minh nhận được điện thoại nghe trương dương kể lại tiền căn hậu quả của chuyện này y trầm ngâm một lát rồi nói trương dương tập đoàn thái hồng thiết lập phân nhà máy ở bắc cảng đã khảo sát thời gian rất lâu trước đó bọn họ đã gửi quy hoạch lên rồi trương dương nói chú tống chú chắc là chưa xem quy hoạch của bọn họ quy hoạch của bọn họ đã quy hoạch toàn bộ góc thương gia trong đó bao gồm cả 10 km vuông đất thuộc về Tân Hải chúng tôi, mảnh đất này nếu không dùng thì không nói làm gì, dù sao Tân Hải cũng là thành phố trực thuộc Bắc Cảng, vì cái nhìn đại cục, tôi cũng phải nể mặt họ, nhưng góc thương gia là bộ phận khá quan trọng trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng tôi, là khu vườn công nghiệp màu xanh tương lai, cũng là tổng bộ làm công của xí nghiệp khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tương đương với khu trung tâm không có lý do gì để thành toàn cho bọn họ mà làm loạn hết cả quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu biết không, Thái Hồng xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng thật ra năm ngoái đã được định ra rồi, vì thế phía Thái Hồng đã làm rất nhiều công tác, bao gồm cả tranh thủ ý kiến cao tầng, trưng cầu sự đồng ý của chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân từ trong những lời nói của Tống Hoài Minh nghe ra một số chỗ không đúng lắm, hắn mang theo nghi hoặc nói, chắc không phải là chú đáp ứng họ, Địa điểm xây nhà máy ở Bắc Cảng do bọn họ chọn chứ? Tống Hoài Minh thở dài nói, khi thảo luận chuyện này, chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải các cậu chữ bát phán chưa được phẩy, cho nên yêu cầu của Thái Hồng đi trước, tôi chỉ đáp ứng tận lực sáng tạo điều kiện tiện lợi cho bọn họ. Trương Dương nói, nhưng khu đất của góc thương gia đó là của Tân Hải chúng tôi. Tống Hoài Minh nói, Tân Hải vẫn là của Bắc Cảng. Trương Dương nói, chú Tống không có lý bảo khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi phải nhường đường cấp cho Thái Hồng. Hơn nữa sắt thép là xí nghiệp ô nhiễm nặng, khẳng định sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ dựng ở góc thương gia, đối với hoàn cảnh sinh thái của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng tôi. Tống Hoài Minh nói, cậu cho rằng nhà máy sắt thép vẫn ô nhiễm nghiêm trọng như trước đây à? Công nghệ hiện đại đang không ngừng tiến bộ, Thái Hồng là xí nghiệp đầu ngành sắt thép trong nước, trong vấn đề bảo vệ môi trường làm không tồi đâu. Trương Dương nói, chú Tống, bọn họ có thể chọn khu đất khác không? Bắc Cảng lớn như vậy, vì sao cứ phải chiếm đất của Tân Hải chúng tôi? Tống Hoài Minh bật cười, y đương nhiên biết mục đích Trương Dương tìm mình là gì. Thằng con rể này là đang muốn nhờ mình chống lưng, nhưng Tống Hoài Minh cũng có chỗ khó xử của mình, chuyện Thái Hồng quyết định xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, chính là lúc trước một tay y thúc đẩy, còn vấn đề chọn chỗ cuối cùng, Tống Hoài Minh không hơi đâu đi hỏi tới loại chuyện này, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là ở bản thân y là người đứng đầu Bình Hải. Không thể tất cả chuyện gì cũng đều phải tự mình đi làm, y không lừa Trương Dương, Thái Hồng quyết định xây nhà máy ở Bắc Cảng trước Tân Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Hơn nữa y lúc trước cũng đã hứa, sẽ sáng tạo tất cả điều kiện tiện lợi cho Thái Hồng, chính vì các loại nguyên nhân trên, Tống Hoài Minh hiện tại ngược lại trở thành người không tiện xuất đầu cho Trương Dương nhất. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu hay là câu thông với phía hạng thành một chút, nói ra suy nghĩ của cậu, tranh thủ có thể làm được song thắng. Trương Dương từ trong những lời này của Tống Hoài Minh đã minh bạch, mình đã khiến nhạc phụ đại nhân khó xử, hắn thở dài nói Chu Tống, trong chuyện này tôi sẽ không nhượng bộ. Trương 1639, Cục diện bị động một. Tống Hoài Minh nói, không nhượng bộ cũng phải cho người ta lý do để tin phục, xử lý chuyện này nhất định phải thận trọng, tận lực đừng để tổn thương hòa khí. Trương Dương nói, Chu Tống, cháu hiểu, Gác điện thoại, Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút chán nản, chuyện này so với dự đoán của hắn thì phức tạp hơn nhiều, thì ra Thái Hồng xây nhà máy ở Bắc Cảng còn có liên quan tới Tống Hoài Minh, quả thực xí nghiệp lớn như vậy, dẫn tới sự chú ý của trên dưới toàn quốc, có thể nói lão tổng Triệu Vĩnh Phúc của Thái Hồng là thần tài trong mắt rất nhiều người, Thái Hồng đặt ở địa phương nào sẽ khiến thu nhập kinh tế của địa phương đó nhảy vọt. Cho dù là Tống Hoài Minh cũng phải nể mặt Triệu Vĩnh Phúc. Giờ đã là hơn 12 giờ, Trương Dương cho tới bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, con người ta ở quan trường quả nhiên là thân bất do kỷ. Vốn hắn muốn xử lý xong công tác ở Tân Hải sẽ chạy tới Xuân Dương hội hợp với An Ngữ Thần, nhưng không ngờ chuyện ùn ùn ùa tới khiến hắn không thể không lùi thời gian xuất phát lại. Trương Dương tùy tiện tìm một cửa hàng ăn nhanh, gọi một bát mùi Dương Xuân, chuẩn bị lấp đầy cái bụng rồi lập tức khởi hành. Vừa ăn được một miếng thì Tiêu Mân Hồng gọi điện thoại tới, Tiêu Mân Hồng muốn gặp mặt hắn bàn chút chuyện, trương dương nói thực ngại quá tôi hiện tại không có thời gian hay là thế này đi để ngày mai rồi nói sau tiêu mân hồng nói tôi thực sự có việc gấp mà anh đang ở đâu trương dương vừa ăn vừa nói có việc gì gấp mà không thể nói trong điện thoại vậy tiêu mân hồng nói cứ để gặp mặt trực tiếp rồi nói trương dương nói ra nơi mình đang ở tiêu mân hồng nói tôi cách nơi này không xa anh chờ nhé tôi lập tức đến ngay Tiêu Mân Hồng không đến 10 phút thì tới nơi, Trương Dương đã ăn xong mì, đứng ở bên cạnh chiếc Audi của hắn, nhìn thấy Tiêu Mân Hồng lái một chiếc xe BMW màu trắng tới, Trương Dương vẫy tay với cô ta. Tiêu Mân Hồng đỗ xe lại phía xua xe Trương Dương, mở cửa xe đi xuống. Trương Dương cười nói, việc gì mà gấp thế, sao cứ phải nói trực tiếp với tôi. Tiêu Mân Hồng nói, về chuyện khu đất đó. Trương Dương cho rằng Tiêu Mân Hồng cũng tới vì chuyện của tập đoàn Thái Hồng, Hắn thở dài nói: "Tiêu tiểu thư, chuyện gì cũng có thể bàn, chỉ độc chuyện khu đất đó là không thể bàn, chúng tôi đã quy hoạch xong xuôi rồi, không thể bởi vì Thái Hồng xây nhà máy mà phải thay đổi toàn bộ kế hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu." Tiêu Mân Hồng nói: "Tôi là nói khu đất mà tập đoàn Hoa Quang của chúng tôi trước đó đã mua, tôi đã nói với anh rồi mà, về phía Bắc Cảng Phước Long hai cây em, 5 năm trước tập đoàn Hoa Quang của chúng tôi từng mua 500 mẫu bãi bùn của nơi này với giá thấp." Cô ta vừa nói vậy, Trương Đại Quan Nhân mới nhớ ra hình như thực sự có chuyện này, hắn gật đầu, sao vậy? Trong lòng lại lờ mờ thấy có chút không ổn. Tiêu Mân Hồng nói, vừa rồi phía Thái Hồng đề xuất giá cao để thu mua khu đất này, chú tôi đã đồng ý rồi. Trương Đại Quan Nhân hít một hơi lạnh, hắn vốn cho rằng Triệu Vĩnh Phúc sẽ bàn với mình, nhưng Triệu Vĩnh Phúc từ đầu tới đuôi cũng không đi tìm hắn, mà là trực tiếp mua đất tư trong tay Hoa Quang, y muốn làm gì? Tiêu Mân Hồng nói: "Tôi vừa mới nghe nói giữa anh và Thái Hồng bởi vì chuyện Thái Hồng xây dựng phân nhà máy mà xảy ra một số khúc mắc, cho nên Thái Hồng đề xuất yêu cầu này, tôi cảm thấy có chút không đúng. Anh từng nói với tôi rằng, 500 mẫu đất này nằm trong phạm vi quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu các anh, nếu Thái Hồng trở thành chủ nhân khu đất, tôi lo lắng." Tiêu Mân Hồng cũng không nói tiếp nữa, nhưng cô ta đã biểu đạt ý tứ rất đầy đủ, nếu Thái Hồng có được 500 mẫu đất này thế tất sẽ chế tạo phiền toái cực lớn cho kế hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải. Trương Dương Anh không muốn từ bỏ góc thương gia, Thái Hồng Tay lại nắm 500 mẫu đất ở Bắc Bộ Cảng Phước Long, đến lúc đó có vốn để có kè mặc cả với anh rồi. Trương Dương nói, đã bán cho bọn họ rồi ư. Tiêu Mân Hồng nói, khu đất đó vốn cũng chẳng đáng giá, quan hệ của chú tôi triệu tổng triệu tổng rất tốt, y đề xuất yêu cầu, chú tôi không thể cự tuyệt. Bí thư Trương, mục đích của Thái Hồng đã rất rõ ràng, tôi thấy chuyện này không cần thiết phải làm găng tới mức đó, vì sao không thể ngồi xuống bàn bạc, tìm ra phương án giải quyết thích hợp với cả hai bên. Trương Dương nói, không phải tôi không muốn bàn với y, mà là phương án xây nhà máy của bọn họ được xây dựng trên cơ sở làm tổn hại tới lợi ích của Tân Hải chúng tôi, tôi không thể nhượng bộ. Tiêu Mân Hồng nói, Bí Thư Trương, chúng ta là bằng hiếu, ân tình của anh đối với tôi tôi sẽ không quên, nhưng hoa quang không phải là của tôi, tôi chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của chú tôi trương dương gật đầu nói tiêu tiểu thư tôi biết cô rất khó xử chuyện này không liên quan gì tới cô tiêu mân hồng nói hay là tôi an bài để anh và triệu tổng nói chuyện với nhau trương dương nói bàn với y có thể giải quyết được vấn đề ư tiêu mân hồng nói không làm thử thì sao biết người làm ăn đều chú ý dĩ hòa vi quý y tuy rằng là lãnh đạo của xí nghiệp nhà nước nhưng tôi tin tưởng hắn vẫn sẽ dựa theo quy tắc buôn bán mà làm việc anh là bí thư thị ủy tân hải y làm găng quan hệ với anh, đối với y cũng chẳng có ích lợi gì, bí thư trương, tôi thấy hai người cần gặp mặt nói chuyện. Trương Dương do dự một chút rồi cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, cô hẹn thời gian giúp tôi, chuyện khu đất đó có gì biến hóa thì cô tùy thời liên hệ với tôi. Tiêu Mân Hồng nói, chuyện này càng sớm càng tốt, chú tôi vốn không coi trọng khu đất đó, với giao tình của y và triệu tổng, tôi sẽ không cử tuyệt đâu. Tiêu Mân Hồng đưa số điện thoại của Triệu Vĩnh Phúc cho Trương Dương, Trương Dương nghĩ chuyện này quả thực không thể trì hoãn, vạn nhất 500 mẫu bãi bùn của Hoa Quang lọt vào trong tay Triệu Vĩnh Phúc, không biết y sẽ còn làm ra những trò gì. Triệu Vĩnh Phúc nhận được điện thoại của Trương Dương thì cũng không hề cảm thấy quá ngạc nhiên, giọng nói của y rất bình thản, "Trương Dương à, tìm tôi có việc gì ư?" Trương Dương nói, "Triệu tổng, tôi muốn gặp mặt nói chuyện thái hồng các anh xây dựng phân nhà máy." Triệu Vĩnh Phúc nói, "Tôi đang trên đường tới Nam Võ, phải cuối tuần mới có thể trở về Bắc Cảng." có chuyện gì thì anh nói với cơ nhạn đi, cô ta là người toàn quyền thay thế tôi. Trương Dương nói, có một số việc vẫn phải gặp ngài nói trực tiếp thì hay hơn. Triệu Vĩnh Phúc cười nói tốt, vậy chờ tôi về Bắc Cảng rồi nói. Trương Dương gác máy, lắc đầu với Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng nói, y nói thế nào? Trương Dương nói, y về Nam Võ rồi. Tiêu Mân Hồng nói, không thể nào, buổi tối y mới bay cơ mà trương dương nói vậy thì chính là y không muốn gặp tôi thôi việc gì phải miễn cưỡng tiêu mân hồng nói bí thư trương nếu chú tôi kiên trì nhượng lại khối đất đó cho bọn họ tôi cũng bất lực trương dương nói có cơ hội gặp mặt chú cô không tiêu mân hồng nói có cuối tuần y sẽ về lễ mừng tân hải các anh lập thành phố bí thư hạng cũng mời y trương dương nói giúp tôi an bài một chút tôi muốn gặp mặt tiêu tiên sinh Tiêu Mân Hồng nói, cái này thì hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì này chi tiết này, tâm tình của Trương Đại Quan Nhân cũng chịu một số ảnh hưởng, hắn nhận thức được rõ ràng rằng, Triệu Vĩnh Phúc hiển nhiên khó đối phó hơn đám lãnh đạo Bắc Cảng, không chỉ bởi vì Triệu Vĩnh Phúc là cán bộ cấp phó tỉnh, hơn nữa thủ đoạn của Triệu Vĩnh Phúc cũng thật sự rất cao, sau khi y nói chuyện với cơ nhược nhạn, Triệu Vĩnh Phúc đã hướng mục tiêu vào 500 mẫu đất trong tay tập đoàn Hoa Quang, vị trí của 500 mẫu đất là ở phía Bắc Cảng Phước Long không có nửa điểm quan hệ với góc thương gia. Khối đất này đương nhiên không thể thỏa mãn yêu cầu xây dựng phân nhà máy của Thái Hồng của Triệu Vĩnh Phúc, mục đích y mua khu đất này có 89 phần 10 là muốn chế tạo chướng ngại với mình. Y muốn lấy cái này ra để áp chế, bức bách mình từ bỏ khối đất góc thương ra đó. Oán hận của Triệu Vĩnh Phúc với mình chất chứa đã lâu, Y Thủy chung đổ lối cái chết của con Y lên người Trương Dương, cho dù đã chứng minh Trương Dương không liên quan gì tới sự kiện đó, nhưng triệu vĩnh phúc vẫn kiên trì cho rằng hắn nên gánh vác trách nhiệm trong chuyện này trương dương minh bạch chiến tranh giữa mình và triệu vĩnh phúc là không thể tránh được đối mặt với cao thủ như vậy tuyệt đối không phải là xung động và vũ lực là có thể giải quyết vấn đề triệu vĩnh phúc đã cân nhắc tất cả vô cùng chu toàn chiến tranh còn chưa bắt đầu đã hoàn thành toàn bộ bố cục trương đại quan nhân tuy rằng là sân nhà nhưng hắn trước mặt không ngờ tìm không ra nửa điểm ưu thế của sân nhà đám lãnh đạo bắc càng tất cả đứng về phía triệu vĩnh phúc mình vốn định dựa vào nhạc phụ đại nhân, nhưng y trong chuyện này cũng không tiện lên tiếng, dù sao lúc trước người dẫn nhập hạng mục này của lại y. Đấu tranh với Triệu Vĩnh Phúc đối với Trương Dương mà nói tuyệt đối là một loại khiêu chiến vượt cấp, loại đối thủ già dơ này hắn không phải chưa từng gặp, lúc mới bước vào sĩ đồ đã gặp kẻ địch như Hứa Thường Đức, nhưng khi đó hắn không tính là giao thủ trực tiếp với Hứa Thường Đức, chiến tranh chủ yếu vẫn là khai hỏa giữa Cố Doãn Chi và Hứa Thường Đức. Mà lần này hắn phải một mình đảm đương một phía, có thể đánh thắng chuyện này hay không Trương Dương không nắm chắc chút nào. Nhưng hắn có dũng khí đánh một trận, hai thằng mạnh gặp nhau thằng nào liều thằng ấy thắng. Từ điểm này mà nói thì phần thắng của mình chắc lớn hơn một chút. Trương 1640, Cục diện bị động 2 Khi tới Xuân Dương thì là hoàng hôn, Trương Dương trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe Thác Bôn Long. Từ nơi đó đi bộ lên núi, Trương Dương ở bãi đỗ xe bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đến từ Giang Thành hắn từ biển số xe nhận ra chiếc xe này là của Đỗ Thiên Giã, không ngờ Đỗ Thiên Giã cũng tới núi Thanh Đài. Nhớ tới ngày mai chính là Thanh Minh, Đỗ Thiên Giã đến cũng là vô cùng bình thường. Gã nhất định là tới đây tảo mộ cho mẹ. Khi cũng không tới tử Hà Quan thì màn đêm đã buông xuống, cả Lý Tín Nghĩa cũng không ở tử Hà Quan, hỏi qua tiểu đạo đồng mới biết được những người khác đều đã tới nhà đá của Trần Sùng Sơn. Thân ảnh của Trương Dương vừa mới xuất hiện ở ngoài hàng rào nhà đá thì nghe thấy giọng nói kinh hỉ của An Ngữ Thần, "Sư phụ, tôi còn tưởng rằng anh hôm nay sẽ không tới được." Cô ta chạy tới đón hắn, tuy rằng đã là mẹ, nhưng An Ngữ Thần vẫn giữ được vẻ hồn nhiên của một thiếu nữ. Trương Dương cười nói, "Chuyện đã đáp ứng sao có thể không giữ lời." Hắn đi vào bên trong sân, nhìn thấy trong sân dựng một đống lửa. Cả đám người đang ngồi quanh bàn đá, có Trần Sùng Sơn, lão đạo sĩ lý tín nghĩa có có đỗ thiên giã đặc biệt tới tảo mộ còn có kiều mộng viện tới cùng an ngữ thần lão đạo sĩ lý tín nghĩa nói ân nhân cứu mạng của tôi tới rồi đỗ thiên giã nói mau tới đây rượu đã rót rồi chỉ còn chờ cậu thôi trương dương nói mọi người sao biết tôi sẽ tới đỗ thiên giã nói tôi cũng không biết có điều mộng viện nói cậu nhất định sẽ đến trương dương liếc kiều mộng viện liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Mộng Viện dưới ánh lửa trông vô cùng xinh đẹp, Trương Đại Quan Nhân trong lòng lại dục dịch, có điều ngoài mặt hắn vẫn được coi là nho nhã lễ độ, trước tiên chào hỏi Trần Sùng Sơn và lão đạo sĩ, ngồi xuống cạnh Đỗ Thiên Giã. Cầm cái bát đen trước mặt lên, cười nói, tôi đã tới muộn, tự phạt một chén. Trần Sùng Sơn nói, có gì mà phải phạt, có thể đến được là tốt rồi, mọi người cùng nhau uống. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đều là tử lượng như biển, hai người đều uống cạn bát rượu an ngữ thần vội vàng rót rượu trương dương nói sao người nhà của cô chưa đến à an ngữ thần nói tới rồi đều ở giang thành sáng mai bọn họ mới tới đây trương dương nói cô không sao đi hội hợp với họ an ngữ thần nói chẳng cần thiết còn làm phiền họ tôi vẫn mà tới tảo mộ sớm cho ông nội lý tín nghĩa nói tiểu yêu là đứa nhỏ hiếu thuận nhất của an gia ông ta đương nhiên là có tư cách nói ông ta cũng là con trai ruột của An Dâu Dậm, đương nhiên bí mật này Lý Tín Nghĩa vẫn luôn trôn giấu dưới đáy lòng. Sau mấy bát rượu, Đỗ Thiên dã nói, Trương Dương, sao tới muộn thế? Trương Dương thở dài nói, bận, xảy ra nhiều chuyện quá, từ lúc lên làm bí thư thị ủy, tôi cũng không biết mình rốt cuộc là sống vì ai nữa. An ngữ thần gắt, làm quan bé xíu mà cũng nói nữa, anh Đỗ là cán bộ cấp phó tỉnh mà còn chẳng bận bằng anh. Mọi người đều bật cười. Trương đại quan nhân trừng mắt lườm cô ta một cái, phản rồi, tôi là sư phụ cô, cô muốn phạm thượng à. Kiều mộng viện cười nói, tôi nói một câu công đạo nhé, Trương Dương trong khoảng thời gian này quả thực rất bận, Tân Hải vừa bỏ huyện lập thành phố lại vừa thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, bí thư Trương thật sự là hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết. Đỗ Thiên Giá cười nói, nói nghiêm trọng thế, Trương Dương, công tác quan trọng, sức khỏe của quan trọng, chúng ta phải biến giữ gìn sức khỏe, phải biết sức khỏe mới là vốn tiền của cách mạnh. Mấy người thay nhau trêu chọc Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân trong nhất thời trở thành mục tiêu công kích của mọi người, có điều biểu hiện của hắn vô cùng vui vẻ, Trương Dương phát hiện núi Thanh Đài quả thật là địa phương thần kỳ, đến đây rồi tất cả phiền não đều có thể ném sang một bên, có thể tạm thời không phải nghĩ gì, không phải quản gì nữa. Vào lúc hơn 11 giờ, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện đi theo Lý Tín Nghĩa về Tử Hà Quan nghỉ ngơi. Trần Sùng Sơn cũng vào nhà ngủ, trong sân chỉ còn lại có trương dương và đỗ thiên giã đỗ thiên giã bưng bát rượu lên nói chúc mừng cậu cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được như ý nguyệt trở thành bí thư thị ủy tân hải ít nhiều gì cũng được coi là quan lớn một phương trương dương uống bát rượu này lại không nhịn được mà thở dài đỗ thiên giã cười nói sao không vui à trước đây thằng nhóc cậu vắt óc tìm mưu kế để thăng quan nhưng hiện tại thăng rồi sao lại buồn thế Trương Dương nói, tôi còn chưa kịp cao hứng thì phiền phức đã lũ lượt kéo tới. Đỗ Thiên Giã nói, làm việc trong quan trường, phiền phức là điều không thể tránh khỏi, không có phiền phức thì lại thành không đúng. Gã vỗ vỗ vai Trương Dương, huynh đệ, có chuyện gì không vui thì cứ nói với tôi, nói ra sẽ đỡ hơn. Trương Dương kể lại từ đầu chí cuối chuyện Thái Hồng chuẩn bị xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, Đỗ Thiên Giã sau khi nghe xong cũng cau mày, gã nói khẽ chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức có chút phiền phức rồi, khi tập đoàn Thái Hồng có chiến lược di rời tới phía Bắc thì tôi cũng đã có mong muốn mời chào, có điều Giang Thành không có ưu thế cảng, không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ, cho nên chúng tôi cũng không tranh thủ, hiện tại bọn họ quyết định xây nhà máy ở Bắc Cảng, đối với Bắc Cảng mà nói là chuyện tốt. Chuyện tốt hay là chuyện xấu thì tôi không biết, tôi chỉ biết là bọn họ đã nhiễu loạn quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện này cuối cùng sẽ có một phải nhượng bộ, cậu cần phải nói chuyện với lãnh đạo thành phố Bắc Cảng, để bọn họ ra mặt câu thông. Trương Dương khinh thường cười nói, đám người đó ư, sẽ nói với tôi là phải có cái nhìn đại cục, thật ra trong lòng mình thì lại rất nhỏ nhen, trong mắt họ Tân Hải phải hy sinh lợi ích chính là thiên kinh địa nghĩa, hiện tại tất cả đã cung phụng Thái Hồng như bố, sợ người ta mất hứng xoay người bỏ đi, khoản đầu tư lớn này sẽ thất bại. Đỗ Thiên Giã nói, Thái Hồng chọn Bắc Cảng làm nơi sản xuất trong tương lai, khẳng định đã trải qua khảo sát chuyên sâu, tiêu phí không ít tâm huyết, bọn họ chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Dương nói, còn không phải ư, hắn kể lại chuyện Triệu Vĩnh Phúc chuẩn bị mua 500 mẫu đất từ trong tay Hoa Quang. Đỗ Thiên giã nhíu mày, huynh đệ, chuyện này có chút phiền phức rồi, nếu Triệu Vĩnh Phúc thực sự có được khu đất đó, chẳng khác nào nắm được môn của các cậu, nếu y không có được đáp án hài lòng trong chuyện góc thương gia, y sẽ chế tạo chướng ngại trong xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu cái khác không nói chỉ 500 mẫu đất này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy hoạch của các cậu. Trương Dương nói, tôi vốn xin ủng hộ từ chỗ tỉnh Lý, nhưng lúc trước là một tay bí thư tống thúc đẩy hạng mục này, y không tiện hỏi đến. Đỗ Thiên giã nhắc nhở hắn, bí thư tống không tiện hỏi đến, nhưng tỉnh trưởng Chu chưa chắc không tiện lên tiếng, cậu có thể tìm y nói chuyện. Trương Dương nói, tôi nghe nói Triệu Vĩnh Phúc cũng quan hệ rất tốt với tỉnh trưởng Chu, chỉ sợ tỉnh trưởng Chu cũng chưa chắc sẽ lên tiếng cho tôi. Đỗ Thiên Giã nói, vậy phiền toái rồi. Ở trước mặt cậu chỉ có hai con đường, một là cậu chủ động nhượng bộ, tặng 10 km vuông đất của góc thương gia cho Thái Hồng xây nhà máy thép. Cậu nhượng bộ thì có lý do tìm chính phủ thành phố Bắc Cảng đòi bồi thường, bồi thường có thể dùng phương thức tiền tài và đất. Thật ra Bắc Cảng lấy của các cậu một khoảng đất cũng sẽ không quá phiền phức, chỉ là như vậy thì sẽ phải thay đổi toàn bộ quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Hai là cậu lựa chọn kiên trì, một bước cũng không nhường như vậy cậu sẽ gặp phải trường hợp đau thương gặp nhau với triệu vĩnh phúc càng phiền toái là lãnh đạo thành phố bắc cảng cũng sẽ không đứng ở phía cô trương dương nói nếu anh là tôi anh sẽ lựa chọn thế nào đỗ thiên giã nói tôi không biết tôi thật sự không biết dù sao tôi cũng không tìm hiểu về quy hoạch cụ thể của khu bảo lưu thuế nhập khẩu các cậu trên chính trị đưa ra nhượng bộ thích hợp trên cơ sở giới hạn của nguyên tắc là một loại kỹ xảo đừng nghĩ tới chuyện mặt mũi nhất định phải cùng người khác quyết một trận thắng thua Trương Dương nói, góc thương gia trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu có vị trí quan trọng, tôi không muốn nhường, hơn nữa thủ đoạn mà Triệu Vĩnh Phúc áp dụng khiến tôi rất phản cảm, y muốn lây đất từ trong tay của Hoa Quang, đây căn bán chính là muốn muốn từ sau lưng cho tôi một đao. Gió núi ban đêm có chút lành lạnh, Đỗ Thiên Giã cầm bát rượu lên uống một ngụm, thân thể của gã cũng vì hơi men mà nóng lên, gã nheo mắt lại nhìn nhìn bầu trời đêm mờ mịt không có lấy một vì sao, nói khẽ Triệu Vĩnh Phúc là người từng trải thủ đoạn của y quả thực rất già đời, nhưng cậu đừng quên một điểm, đây là ở Bình Hải, Triệu Vĩnh Phúc chưa chắc đã dám làm quá tuyệt với cậu. Trương Dương nhấp một ngụm rượu, không nói gì. Đỗ Thiên Giã nói, Bí Thư Tống tuy rằng biểu thị rằng sẽ không hỏi đến, nhưng nếu Triệu Vĩnh Phúc thực sự làm chuyện này quá tuyệt, ngoài mặt là đối phó cậu, nhưng người ngoài không ai cho rằng như vậy, sẽ cảm thấy y không nể mặt Bí Thư Tống, Bí Thư Tống trong lòng chưa chắc đã cao hứng. Cho nên mới nói cậu chưa chắc đã không có phần thắng. Trương Dương nói, tôi không muốn dựa vào bí thư tống. Đỗ Thiên Giã bật cười, cậu lúc nào cũng như gà trọi ấy, từ lúc cậu tiến vào quan trường thì không ngừng đấu tranh, tôi coi như nhìn ra rồi, đấu tranh mới là nguồn khoái hoạt của cậu. Trương Dương nói, mỗi lần tôi đều là bị bắt phải ninh chiến. Trương 1641, cục diện bị độc 3 Đỗ Thiên Giã nói, lần này khác, Triệu Vĩnh Phúc không phải nhân vật bình thường, cấp bậc phó tỉnh, cậu là một cán bộ cấp ban huyện muốn khiêu chiến vượt cấp, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Lão đệ, trước mặt cậu có hai con đường, cậu bây giờ còn có thể chọn một con đường để đi, nếu thật sự làm to ra rồi thì không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái đâu. Trương Dương thở dài nói phiền, không nhắc tới nữa, anh và chị Tô Viện thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này Đỗ Thiên Giã không ngờ lộ ra vẻ ngượng ngùng, một lát sau nói, mẹ tôi cũng thích cô ta. Trương Dương kinh ngạc nói, sao? anh và cô ta đã phát triển tới mức đi gặp cha mẹ rồi à? Đỗ Thiên Giã nói, không phải, mẹ tôi một đoạn thời gian trước từ Kinh Thành tới đây, sống một đoạn thời gian ở Giang Thành, tôi bận đi làm, không có thời gian chiếu cố bà ấy, cho nên bảo tô viện viện thay tôi chăm bà ấy. Trương Dương cười nói, còn không phải vậy ư, anh không có tình ý gì với tô mộng viện thì sao lại bảo cô ta đi chăm mẹ anh? Đỗ Thiên Giã lập tức không còn gì để nói. Trương Dương vỗ vai hắn, nói, lão đại, tuổi của anh cũng không nhỏ nữa rồi, người lớn như vậy cũng nên có gia đình, chị Tô không tồi. Đỗ Thiên Giã cười nói, được rồi, trong lòng tôi đã có tính toán. Gã đấm một quyền vào vai Trương Dương, cậu và Yên Nhiên rốt cuộc thì lúc nào mới kết hôn. Đừng ăn trong bát nhìn trong nồi, trên đời này cô gái tốt thì nhiều lắm, nhưng chỉ có một người thuộc về cậu thôi. Trương Dương nói, chuyện của tôi anh đừng quản. Đỗ Thiên Giã nói, dựa vào gì, thế sao cậu quản chuyện của tôi? trương dương nói thôi không nhắc tới chuyện tình cảm nữa cuối tuần anh tới chứ hả đỗ thiên giã nói sẽ cố gắng trương dương sáng sớm dậy đi tảo mộ an lão hắn sở dĩ đến sớm như vậy là không muốn chạm mặt bọn con cháu của an ra nhất là an đạt văn hắn vô cùng ghét thằng nhóc đó trương dương đặt đồ cúng đã chuẩn bị trước lên mộ hướng về phía bia mộ cung kính dập đầu ba cái đúng là nên dập hắn là cháu rể của an lão hiện tại giúp đỡ an lão có chất trương dương trong lòng thầm nói an lão gia tử ngài cứ yên tâm đi bệnh của tiểu yêu đã hoàn toàn khỏi rồi về sau tôi sẽ chiếu cố cô ta hiện tại chúng tôi đã có một đứa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu chờ nó lớn hơn một chút rồi sẽ mang tới đây cho ngài gặp hắn đang niệm thầm trong lòng thì nghe thấy phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân trương dương đứng lên nhìn lại thì liền thấy an nữ thần và kiều mộng viện đi tới hai người nhìn thấy trương dương thì đều cảm thấy có chút ngạc nhiên an ngữ thần nói anh tới sớm thế trương dương nói lát nữa tôi phải về xuân dương hôm nay là thanh minh tôi cũng phải tảo mộ cho cha tôi an ngữ thần nói vậy anh mau đi đi kiều mộng viện nói anh chờ tôi với tôi về với anh tôi đã đáp ứng thì duy rồi hôm nay tới giang thành hội hợp với nó an ngữ thần đoán được trương dương là không muốn chạm mặt với an đạt phân để rồi dẫn tới va chạm cô ta cũng không giữ trương dương lại nói với hắn có việc gì thì mai tôi gọi cho anh. Tình cảm giữa trương đại quan nhân và an ngữ thần đã đến mức vô cùng ăn ý, hai người căn bản không cần nhiều lời, trong lòng đều đoán được đối phương nghĩ gì. Trương Dương và Kiều Mộng Viện chuẩn bị đơn giản một chút rồi xuống núi, hai người còn chưa đi tới thác Bôn Long thì trời đã tí tách mưa, trong ba lô Kiều Mộng Viện có ô, cô ta mở ô ra, Trương Dương cầm lấy ô rồi che cho hai người. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, thanh minh thì tiết phú phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn kiều mộng viện nói tiếp tá vấn tử gia hà sử hiếu mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn cô ta cười nói với trương dương anh đó thủy trung không quên được một chữ rượu trương đại quan nhân cảm thán nói tôi trên đời này cái gì cũng có thể nhìn thấu chỉ hai cửa tử sắc là không qua được cô nói tôi có phải rất đáng buồn không kiều mộng viện nói đâu chỉ tử sắc anh đối với quyền lực cũng vô cùng ham thích trương đại quan nhân lắc đầu đi chưa được bao xa thì trời lại mưa to, Trương Dương vô cùng quen thuộc đối với địa hình vùng này dẫn dẫn Kiều Mộng Viện tới vách miệng ưng cách đó không xa để tránh mưa. Bởi vì do trời mưa, nhiệt độ không khí trong núi hạ thấp đi nhiều, Trương Dương lo Kiều Mộng Viện bị cảm lạnh, cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô ta, Kiều Mộng Viện cũng không cự tuyệt, khép chặt áo khoác của Trương Dương, trong lòng ấm áp yên bình hơn nhiều. Trương Dương nhìn mưa bên ngoài, thở dài, dục tốc thì bất đạt, lời này thật sự là rất đúng. Kiều Mộng Viện nói, nên gọi là trời có phong vân bất chắc mới đúng, có điều mưa trong lúc thanh minh vốn cũng rất nhiều, anh không phải đã xin nghỉ ư. Trương Dương gật đầu, Kiều Mộng Viện nhìn nhìn hắn, nói khẽ anh có tâm sự à. Trương Dương lại gật đầu, Kiều Mộng Viện nói, về chuyện của Thái Hồng ư. Trương Đại Quan Nhân nói, Mộng Viện, cô đúng là hồng nhan của tôi. Bình thường thằng cha này cũng không phải ít nói những lời như vậy, nhưng ở trong nơi không sơn cùng cốc nói ra những lời như vậy thì lộ ra vẻ rất ám muội Kiều mộng viện không tự chủ được giật nảy mình. Trương đại quan nhân nói, sao tôi thấy cô như sợ tôi ấy. Kiều mộng viện bất giác đỏ mặt, không sai, tôi hơi sợ anh. Trương đại quan nhân nói, cái đó, tôi nghe nói sợ thì mới yêu, yêu rồi mới sợ, cô chắc không phải là. Kiều mộng viện nói, Trương Dương, tôi thực sự là không chịu nổi anh nữa rồi, anh không thể nói chuyện tử tế được à trương đại quan nhân cười ha ha tôi trước giờ vẫn luôn như vậy kiều mộng viện vội vàng chuyển đề tài ý đồ hóa giải bầu không khí xấu hổ này thái hồng nói thế nào trương dương nói lão triệu muốn chơi thủ đoạn với tôi hắn kể lại chuyện của triệu vĩnh phúc cho kiều mộng viện kiều mộng viện nhíu mày nói mày kỳ nhi thực sự nói như vậy ư trương dương gật đầu kiều mộng viện nói nếu thật là như vậy chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu không được lạc quan rồi Trương Dương nói, mộng viện, cô nghĩ cách giúp tôi đi, như thế nào mới có thể khiến Triệu Vĩnh Phúc bỏ ý đổ lấy góc thương ra để xây nhà máy. Kiều mộng viện nói, tôi chưa hề trực tiếp hợp tác với Triệu Vĩnh Phúc, có điều, tôi nghe nói phong cách hành sự của người này vô cùng bá đạo, hơn nữa cũng không cho đối thủ dư địa, anh muốn y nhượng bộ, trừ phi anh nắm được nhược điểm của y. Hiện tại y rõ ràng muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu Hoa Quang thực sự chuyển nhượng 500 mẫu đất đó cho y, như vậy anh hoàn toàn bị rơi vào cục diện bị động chịu đòn. Trương Dương không tình cảnh gian nan của mình, hắn thở dài, tôi và Tiêu Quốc Thành không có giao tình, mà Triệu Vĩnh Phúc và Tiêu Quốc Thành lại là lão bằng hữu, trong chuyện này Tiêu Quốc Thành Tiêu Quốc Thành khẳng định sẽ không hướng về phía tôi. Kiều Mộng Viện nói, cũng chưa chắc, bản thân nhất của Tiêu Quốc Thành là Tiết Thế Luân, y lại là con nuôi của Kiều lão, hơn nữa đã biết tình huống mâu thuẫn của anh và Triệu Vĩnh Phúc, hắn chuyển nhượng đất cho Triệu Vĩnh Phúc Rõ ràng là chuyện đắc tội với người, một thương nhân không thể không cân nhắc tới điều này, chỉ có cùng Triệu Vĩnh Phúc đứng trên cùng một đường thẳng thì anh mới có tư cách cò kè mặc cả với y. Trương Dương nói, chuyện này tôi còn phải đi tìm Tiết lão ư? Sự nhắc nhở của Kiều Mộng viện khiến trong lòng hắn đột nhiên có một tia sáng, Tiết lão nợ hắn một nhân tình, tuy rằng Trương Dương chưa từng nghĩ tới muốn Tiết lão trả mình ơn cứu mạng, nhưng dưới tình huống trước mắt, hắn quả thực không nghĩ ra biện pháp khác. Kiều Mộng Viện cười nói, coi như tôi chưa nói gì. Mưa bên ngoài đã nhỏ dần, hai người lại đi, tới bãi đỗ xe ở Thác Bôn Long, ngồi vào bên trong xe, Trương Dương đầu tiên gọi điện thoại cho Tiết Thế Luân. Đây là kết quả sau khi hắn cân nhắc thận trọng, cố gắng đừng làm phiền tới Tiết Lão, Tiết Thế Luân đã sớm nhận nhân tình của mình, hiện tại là lúc y nên hồi báo. Tiết Thế Luân nghe Trương Dương nói xong, không khỏi bật cười, Trương Dương, cậu rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào? Trương Dương nói, "Chú Tiết ngài chú cũng biết đấy, khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải đối với tôi hay đối với toàn bộ Tân Hải đều trọng yếu phi thường, nếu Hoa Quang chuyển nhượng khu đất đó cho tập đoàn Thái Hồng, chuyện này sẽ trở nên càng thêm phiền toái." Tiết Thế Luân cười nói, "Cậu lo Triệu Vĩnh Phúc sẽ ở trung tâm khu bảo lưu thuế nhập khẩu của cậu xây một nhà máy đốt ư?" Y tạm dừng một chút rồi nói, "Thôi không phải nói, với tính khí của y thì chắc chắn sẽ làm vậy đấy." Trương Dương nói, "Chú Tiết Chuyện này tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm chú. Tiết Thế Luân nói, tôi không quen Triệu Vĩnh Phúc, cho dù tôi mở miệng thì hắn cũng chưa chắc nể mặt tôi. Trương Dương nói, tôi là muốn. Tiết Thế Luân nói, tôi biết cậu muốn gì, cậu muốn tôi nói với Quốc Thằng, bảo hắn đừng bán 500 mẫu đất đó cho Triệu Vĩnh Phúc. Trương Dương không nói gì, chứng tỏ hắn thừa nhận chuyện này. Tiết Thế Luân nói, Trương Dương, tôi vẫn luôn coi cậu như con cháu của tôi. Cậu nếu đã mở miệng thì tôi khẳng định phải giúp, nhưng tôi không hề có quan hệ trên sinh ý với quốc thành. Tôi nói chưa chắc hắn đã nghe, có điều cậu yên tâm, tôi sẽ tìm hắn hỏi một chút, bất kể như thế nào cũng sẽ cho cậu một kết quả. Trương Dương nói cảm ơn chú Tiết. Trương Dương nhân cơ hội đề xuất mời Tiết Thế Luân tới tham gia tới tham gia lễ mừng Tân Hải lập thành phố. Tiết Thế Luân cười nói, được, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở trong nước, mượn cơ hội này tụ họp với lão bằng hữu thì cũng không tồi, đúng rồi, cậu có mời bí thư cố không? Trương Dương nói, tôi đang chuẩn bị mời ông ấy đây. Tiết Thế Luân nói, bảo ông ta nhất định phải tới, tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ta. Trương 1642, đòi nợ một. Bởi vì từ lập hoa không ở Xuân Dương, mộ của Trương Giải Phóng cũng không ở Xuân Dương, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng là có tình cảm gì với người cha này, nhưng thân là con trai, ít nhiều gì cũng phải có chút hiếu tâm, Hắn mua tiền giấy tới nhà máy máy móc nông nghiệp huyện Xuân Dương đốt tế bái, Kiều Mộng Viện dù sao cũng không có việc gì làm, theo Trương Dương tới đây. Trương đại quan nhân châm hương và tiền giấy, cúi người ba cái về phía tây, Kiều Mộng Viện thì đặt một bó hoa tươi ở bên cạnh. Trương Dương nói cha, cha ở dưới suối vàng nhớ làm người tốt nhé. Kiều Mộng Viện trong lòng kỳ quái, nghĩ thầm sao lại có kiểu con nói chuyện với cha mình như vậy, cô ta không biết Trương giải phóng lúc sinh tiền đã làm không ít chuyện xấu. Hai người trở lại bên trong xe, Trương Dương khởi động xe, nói: "Ông già này của tôi, lúc còn sống làm không ít việc hồ đồ, cho nên tôi mới chúc ông ấy sau khi chết rồi thì nên hối cải, làm người tốt." Kiều Mộng Viện nói: "Anh hiếu thuận quá nhỉ?" Trương Dương nói: "Tôi chưa từng gặp ông ta, cho cốt của ông ta cũng không ở đây, cho cốt được chôn ở thôn Tiểu Thạch Hoa, xã Tây Sơn, thành phố Kinh Sơn, chỉ là tôi chưa bao giờ tới đó cúng mộ cho ông ta." Nói tới đây, trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới các loại chuyện của tôn tiểu thạch hoa mình có lẽ nên dành thời gian tới đó một chuyến kiều mộng viện thở dài đầu tựa vào cửa kính xe nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ có chút suy tư trương dương nói gần đây có gặp gì mạnh không kiều mộng viện lắc đầu nói bà ấy tựa hồ đã quên tất cả chúng tôi rồi trương dương có chút đồng tình gật đầu kiều mộng viện nói tôi thì lại không quên được tôi luôn lo lắng bà ấy ở bên ngoài phải chịu khổ Trương Dương nói nếu lựa chọn Phật môn thì chính là lựa chọn kham khổ, so với đau khổ ở thân thể, trong lòng được yên lành thì ngược lại quan trọng hơn, có lẽ bà ấy ở sâu trong lòng thật sự được yên tĩnh rồi. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, mắt đẹp có chút đỏ lên, cô ta nói khẽ tôi vẫn cho rằng mình rất hạnh phúc. Nhưng tôi đột nhiên mất đi tất cả. Nước mắt thuận theo má của cô ta chậm rãi chảy xuống. Cánh cửa tình cảm một khi đã mở ra thì không thể dễ dàng đóng lại. Kiều Mộng Viện khóc thật sự rất thương tâm ủy khuất nhiều ngày nay trong phút chốc được phát tiết ra hết. Trương Dương đỗ xe ở ven đường, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Kiều Mộng Viện, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve vai Kiều Mộng Viện, nhỏ giọng an ủi cô ta. Qua một hồi lâu, Kiều Mộng Viện mới bình phục tình tự, cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt. Có chút ngượng ngùng mỉm cười, "Xin lỗi, tôi thất thố." Trương Dương nói, "Không có gì mà phải xin lỗi cả. Thật ra tôi rất thích cô thất thố ở trước mặt tôi." Kiều Mộng Viện có chút bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái, anh biến thái mình sự khoái hoạt của mình xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác. Trương Dương nói, Mộng Viện, tôi thấy cô gần đây có vẻ ủ rột quá, hay là thế này đi, tôi cho cô một đề nghị. Kiều Mộng Viện nói, anh nói đi. Trương Dương nói, nhìn ra được cô cũng chán làm ăn rồi, tôi cho rằng loại nữ nhân nổi bật như cô chắc có truy cầu cao hơn. Kiều Mộng Viện cười nói, sặc, đừng làm tôi ghê sợ. Trương Dương nói, thật đấy, cô cũng thấy, khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tôi hiện tại thiếu người nghiêm trọng. Nếu không cô tới đó hỗ trợ tôi đi. Kiều Mộng Viện nói, anh không phải có thường Hải Thiên giúp đỡ rồi ư. Trương Dương nói, khác mà, hắn phụ trách chủ tính chung, nhưng phương diện chiêu thương tôi vẫn thiếu người. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu trọng yếu nhất chính là chiêu thương. Tôi cần một người có đầu óc làm ăn khôn khéo và tố chất chính trị ưu tú tới giảm nhiễm chức vị quan trọng này. Cô chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Kiều Mộng Viện nói, tôi không có hứng thú. Trương Dương nói, vậy cô muốn làm gì? Sinh ý cô không muốn làm, kết hôn sinh con quy ẩn điền viên thì cô vẫn chưa đến tuổi, và lại cũng không có đối tượng thích hợp, cho nên cô hay là phát huy ánh sáng và nhiệt của mình một chút, hỗ trợ cho chúng tôi. Ban chiêu thương là một bộ môn tốt, toàn tiếp xúc với thiếu niên tài tuấn, cự tử của thương giới, chưa biết chừng cô còn có thể chọn được một người thích hợp trong đó, cô nói xem đúng không? Kiều Mộng Viện nói, những lời này cũng đã động tôi đấy, tôi sẽ cân nhắc. Trương Dương lái xe quân phân khu thành phố Giang Thành, Kiều Mộng Viện đã gọi điện thoại trước, hai huynh đệ Quách Chí Cường và Quách Chí Giang đều đã chờ cửa, Trương Dương vốn định được Kiều Mộng Viện đến nơi rồi thì đi, nhưng Quách Trí Cường nói tới rồi thì không thể đi được. Hắn mở cửa xe ra ngồi vào, hôm nay huynh đệ muốn uống không say không về với anh. Trương đại quan nhân cười khổ nói, tôi còn có việc, hôm nay phải về Tân Hải. Quách Chí Cường nói, có bệnh à, địa cầu thiếu anh thì không quay à, hôm nay không thể đi đâu được, phải ở lại uống rượu. Trương Dương nói, người trong quan trường, thân bất do kỳ. Quách Chí Cường nói, quan to bằng cái rắm mà cứ tưởng mình hay lắm, vừa thấy anh là biết không làm quan được rồi, người ta đều là làm quan càng lớn thì làm việc càng ít, anh thì ngược lại, làm quan càng lớn thì càng bận. Kiều Mộng Viện biết trong lòng Trương Dương vướng bận chuyện tập đoàn Thái Hồng, cô ta mỉm cười nói có một số việc cũng không giải quyết trong nhất thời buổi tối hôm nay tiểu yêu phải đi tôi an bài tống hành cô ta ở giang thành anh là sư phụ của cô ta không tham gia thì chỉ sợ là không hay đâu trương dương đang do dự thì thị trưởng hứa xong kỳ gọi điện thoại tới hứa xong kỳ nói bí thư trương tôi báo với anh một chuyện bí thư hạng bởi vì chuyện tập đoàn thái hồng mà rất mất hứng tôi thấy anh có phải nên mau chóng tới chỗ ông ta giải thích một chút không trương dương nghe vậy liền có chút phiền chán hắn lạnh lùng nói không cần thiết bọn họ muốn bàn thì bảo bọn họ tìm tôi trương dương vừa gác điện thoại thì quách trí cường giơ ngón cái lên bí thư trương ngài cũng có một chút phong phạm lãnh đạo đấy tôi đã sớm nhìn ra anh không phải là vật trong ao trương dương nói anh đừng có làm tôi buồn nôn xuống xe cho tôi quách trí cường nói với kiều mộng viện mộng viện thái độ của thằng này là sao đối với cô cũng ác liệt như vậy à trương dương mắng tôi là nói anh đấy Kiều Mộng Viện cười nói, thôi thì tôi cứ xuống xe, có người bực rồi, Quách Trí Cường, anh cứ tự xem thế nào mà làm. Quách Trí Cường vẫn ngồi ở ghế sau, chân bắt chéo, tôi vẫn không tin, anh dám động thủ với tôi. Trương Đại Quan Nhân thực sự là hết cách với thằng cha này, cười khổ nói, tôi không đi, nhưng anh cũng phải xuống xe, tôi còn phải tới chính phủ thành phố Giang Thành bàn bạc chút việc, tôi đáp ứng đáp ứng, buổi trưa tôi nhất định sẽ tới đây ăn cơm. Không lừa tôi chứ. Trương Dương, với các bộ dạng gấu của anh, thấy mình có tài hay là có sắc. Có đáng để tôi lừa không? Trương Dương tới chính phủ thành phố Giang Thành chỉ có một mục đích, đón phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Tào Hướng Đông, cũng đề xuất mời y tới Tân Hải. Tào Hướng Đông tỏ vẻ hoan nghênh vì Trương Dương đến, y nợ Trương Dương một đại nhân lớn, chính là Trương Dương đã giải trừ căn bệnh đau đầu đã hành hạ y nhiều năm. Y biết Trương Dương sở dĩ hỗ trợ là vì hắn muốn từ chỗ mình tìm hiểu một số tin tức của Bắc Cảng, nhưng Tào Hướng Đông đối với tình huống của Bắc Cảng vẫn giữ kín như bưng, y coi như là chưa thanh toán tiền chữa bệnh cho Trương Dương, trong lòng vẫn tồn tại rất nhiều thành phần ái náy. Tào Hướng Đông trước tiên tỏ vẻ chúc mừng vì Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố, cảm tạ Trương Dương mời y tới xem lễ, nhưng Tào Hướng Đông cuối tuần không thể phân thân, y phải tới kinh thành họp. Tào Hướng Đông nói: "Trương Dương, cậu thực sự rất lợi hại, tới Tân Hải chỉ mấy tháng ngắn ngủn đã thành hai chuyện lớn như vậy." đổi thành người khác thì chẳng ai làm được cả trương dương cười nói cũng không thể nói như vậy chỉ là kỳ ngộ của tôi tốt mà thôi tào hướng đông thầm nghĩ trong lòng bối cảnh mới mang đến tác dụng mấu chốt đồng hành tướng tật ở chỗ tào hướng đông biểu hiện ra càng nhiều sự hâm mộ hơn nhưng y không cho rằng trương dương có thể có được tất cả thành tựu hôm nay là dựa vào bản lĩnh của bản thân hắn tào hướng đông khen tặng trước cậu tạm thế kiệt cũng từng xin bỏ huyện lập thành phố nhưng lằng lằng lâu như vậy cuối cùng vẫn không giải quyết được gì trương dương nói gần đây trọng trách trên đầu vai tôi rất nặng áp lực cũng rất lớn tân hải thành công bỏ huyện lập thành phố thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng được phê duyệt cơ hội cấp cho tôi rồi nếu tôi làm không tốt thì sẽ rất khó ăn khó nói tào hướng đông nói anh từ lúc nào trở nên cố kỵ nhiều như vậy trương dương cười nói tôi và mấy vị lãnh đạo thành phố bắc cảng luôn không đồng nhất một câu đã chuyển đề tài tới trên người lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Tào hướng đông rất cảnh giác, y mẫn cảm ý thức được, Trương Dương lại muốn thông qua mình để tìm hiểu một số tin tức. Tào hướng đông nói, trong công tác gặp sự không nhất trí cũng là điều khó tránh khỏi, mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hiệp thương giải quyết thôi. Trương Dương có chút bất mãn với những lời quan thoại này của Tào hướng đông, tính cảnh giác của Tào hướng đông này rất cao, ý thức bảo hộ mình quá mạnh mẽ. Tuy rằng Trương Dương làm rất nhiều chuyện cho y, nhưng người này đến nay vẫn lười hồi báo, một chút tin tức có ý nghĩa cũng quyết không chịu lộ ra. Trường 1643, đòi nợ 2 Trương Dương nói, Tào thị trưởng thấy Trần Cương thế nào? Hắn quyết định nói thẳng, không cho Tào hướng đông cơ hội đánh thái cực. Tào hướng đông ngây ra một thoáng, y ý, ý thức được Trương Dương đang đòi hồi báo, y cười nói tôi không thân với người này lắm. Tào hướng đông cẩn thận trước sau như một. Trương Dương nói, công tác với nhau nhiều năm như vậy, nói sao cũng phải hiểu nhau chút chứ, ít nhất thì cũng hiểu hắn hơn tôi phải không? Tào hướng đông nhìn Trương Dương cười cười, nụ cười của y ít nhiều lộ ra vẻ mất tự nhiên, Trương Dương ở trước mặt y tựa như một chủ nợ, mình thì giống như một kẻ quyền nợ, tuy rằng Trương Dương không chỉ rõ là bắt y trả nợ, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến Tào hướng đông rất không thoải mái, y hắng giọng nói, bí thư Trương, anh rất quan tâm tới Trần Cương. Trương Dương nói, đối tượng được quan tâm thường thường chỉ có hai loại, một là bằng hữu của mình, còn có một loại là hắc hắc. Tào Hướng Đông nói, Trần Cương ở trong lòng anh thuộc loại sau ư. Trương Đại Quan Nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn biết bắt loại người như Tào Hướng Đông lộ ra tin tức tầng của Bắc Cảng Cơ Hồ là chuyện không thể, nhưng giữa loại người như Trần Cương và Tào Hướng Đông không có quá nhiều xung đột lợi ích. Hơn nữa Trần Cương là ủy ban kỷ luật, không phải là loại nhân vật mấu chốt như hạng thành. Tào Hướng Đông có lẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, có lẽ y chịu nói nhiều hơn về chuyện của Trần Cương. Trương Đại Quan Nhân biết nói chuyện với Tào Hướng Đông tuyệt không thể không không nóng không lạnh, nếu mình quanh co lòng vòng với y, thằng cha này không biết sẽ chơi đẩy tay thái cực với mình đến bao giờ, phải bước y tới góc tường mới có thể mọi được chút gì đó hữu dụng. Trương Dương nói, Trần Cương rất có thành kiến với tôi, từ khi tôi tới tôi tới Tân Hải, hắn thủy chung nhằm vào tôi, không ngừng ngáng chân tôi. Tào hướng đông cười nói, trong công tác khó tránh khỏi xuất hiện một số va chạm, mọi người vẫn cần bình tĩnh, ngồi cùng một chỗ giải thích rõ là được mà. Trương Đại Quan Nhân đã nói đến nước này mà Tào hướng đông vẫn chơi thái cực với hắn. Trương Đại Quan Nhân dứt khoát nói, mâu thuẫn giữa tôi và hắn không thể điều hòa. Mao Lão Gia Tử cũng nói, người không phạm tôi thì tôi không phạm người, người nếu phạm tôi tôi tất phạm người. Hắn đã khi dễ tôi tới mức này, tôi nếu nhịn nữa thì người khác sẽ nói tôi không có chim tào hướng đông nghĩ thầm tôi cũng không nghe nói hắn khi dễ anh phóng mắt khắp đám lãnh đạo bắc cảng người thực sự có thể khi dễ anh chỉ sợ là không có ai nhưng người ta nếu đã nói y cũng chỉ có thể nghe như vậy anh không cho tôi chơi thái cực thì tôi trầm mặc là được chứ gì cứ sắm vai người nghe của anh thôi nhưng trương đại quan nhân tuyệt không cần người lắng nghe hắn dứt khoát nói rõ hết ra tôi muốn kéo trần cương xuống tào hướng đông vẻ mặt kinh ngạc nhìn trương dương tuy rằng y đã sớm minh bạch ý tứ của trương dương nhưng thằng cha này nora ra ý, ý đồ của hắn ra một cách trắng trợn như vậy cũng khiến tào hướng đông chấn động thằng cha này có còn là người trong quan trường không không che giấu ý đồ gì cả biểu lộ quá trắng trợn tào hướng đông há miệng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói từ đâu trương dương lại châm thêm một bó đuốc hắn xuống rồi vị trí thường ủy bắc cảng sẽ có một chỗ trống tôi nghĩ tôi hẳn là nhân tuyển thích hợp nhất Tào hướng đông thật sự là phục thằng cha này rồi, biết anh rất kiêu ngạo nhưng cũng không thể trắng trợn vậy chứ. Tào hướng đông minh bạch hiện tại mình nói gì cũng không tốt, người ta đã nói rõ ra rồi, tôi chính là muốn chơi Trần Cương. Tìm anh chính là để bảo anh hỗ trợ, anh nợ tôi nhân tình, việc này anh giúp hay không giúp. Thật ra cái trương dương muốn chính là nội tình, Tào hướng đông đương nhiên sẽ không giúp hắn trực tiếp kéo Trần Cương xuống, cho dù y muốn đám thì cũng không có năng lực đó, nhưng Tào Hướng Đông biết rất nhiều tin tức mà mình không biết, Tào Hướng Đông chắc hiểu rõ nhược điểm của Trần Cương. Tào Hướng Đông nói, thật ra anh làm thường ủy và hắn làm thường ủy cũng không có mâu thuẫn gì. Trương Dương nói, một núi không có hai hổ, hắn coi tôi là cái đinh trong mắt, tôi phải diệt hắn. Hắn nhìn Tào Hướng Đông, nếu Tào Hướng Đông không nói ra những gì có giá trị, Trương Dương sẽ triệt để thất vọng đối với thằng cha này, về sau quyết sẽ không nể mặt gì y nữa, con mẹ nó, lão tử giúp anh một việc anh lại cứ chơi thái cực với tôi vậy tôi sẽ nghĩ cách chơi anh tào hướng đông ho khan một tiếng y đang do dự một lát sau mới trần cương rất háo sắc trương đại quan nhân biết rằng tào hướng đông cuối cùng cũng nguyện ý nói ra một số tin tức có giá trị hắn cười nói còn gì nữa tào hướng đông nói anh chắc biết hồng trường thanh quan hệ giữa cô ta và trần cương luôn rất tốt rất nhiều người đều biết chuyện này trương dương nhíu mày chuyện này hắn cũng không rõ lắm tào hướng đông nói quan hệ giữa trần cương cung hoàn sơn và hạng thành không tồi người này trừ phương diện tác phong sinh hoạt ra thì những cái khác không tồi không có tật xấu quá lớn trương dương trương dương loại người này chắc không phải chỉ có một nữ nhân thôi đâu tào hướng đông cắn cắn môi nói khẽ anh chắc từng nghe nói tới thiên nhai chứ trương dương gật đầu tào hướng đông nói trần cương tới nơi đó không ít trên mặt trương đại quan nhân lộ ra ý cười thỏa mãn Tào hướng đông cuối cùng cũng chỉ cho hắn một con đường sáng rồi, tóm lấy manh mối này chắc có thể tóm được bím tóc của Trần Cương, khiến lão sắc quỷ đem điều này thân bại danh liệt. Nói xong chuyện của Trần Cương, Tào hướng đông như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y đối với Trương Dương cuối cùng cũng có một cái công đạo rồi. Nếu đã bắt đầu thì Y cũng không ngại cho Trương Dương một lời khuyên, Trương Dương. Thật ra chuyện của bác Cảng Anh không cần thiết phải hỏi đến, hiện tại Tân Hải khởi đầu rất tốt, chỉ cần anh làm tốt chuyện của Tân Hải, về sau đương nhiên sẽ được đề thăng, đường quan trường của anh khẳng định sẽ là một mảng rực rỡ. Trương Dương cười nói, thị trường Tào đang khuyên tôi tận lực đừng xen vào việc của người khác. Tào hướng đông nói, sĩ sí đồ chính là quá trình tích lũy chính tích, đạt được đề thăng, sau đó ở cương vị mới tích lũy chính tích, lại một lần nữa đề thăng. Trên thương trường thì dĩ hòa vi quý, thật ra trên quan trường cũng vậy thôi, nếu bỏ quá nhiều tinh lực trong đấu tranh, thế tất sẽ ảnh hưởng tới việc tấn chức ngày sau. Trương Dương nói, thị trường Tàu có tin hay không, trên đời này có một loại người làm quan cũng chỉ là vì hứng thú. Tào hướng đông có chút mê hoặc nhìn Trương Dương, không biết những lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Trương Dương nói, nhớ rõ lúc trước An Lão từng nói với tôi một câu, đừng bận tâm làm quan to đến đâu, mà nên quan tâm chuyện anh làm lớn đến đâu. Đi ra khỏi văn phòng của Tào hướng đông, Trương Dương đặc biệt tới cúng mộ Khương Lược, chờ tới trước mộ khương lược, Trương Dương ngạc nhiên phát hiện, như Văn Cường, Đỗ Vũ Phong, Triệu Tân Vĩ tất cả đều ở đó, ngay cả Phó Thính Trưởng Thính Công An tỉnh Vinh Bằng Phi cũng đặc biệt tới. Mấy người đứng trong mưa, quần áo trên người đều có chút ẩm ướt, Trương Đại Quan Nhân đi tới, lặng lẽ cầm hoa bách hợp trong tay đặt ở trước bia mộ khương lược, người mất là hết, nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa tìm được kẻ hại chết khương lược, không thể không nói là tiếc nuối rất lớn. Mấy người không nói gì, đều đứng trước mộ khương lượng lặng lẽ tưởng nhớ lại người bạn tốt năm xưa, im lặng khoảng 5 phút đồng hồ thì Vinh Bằng Phi phá vỡ trầm mặc đầu tiên, tôi đã nói là cậu sẽ đến mà. Trương Dương nói, chỉ là tôi không ngờ anh cũng đặc biệt từ Đông Giang tới đây. Mấy người rời khỏi Nghĩa Trang, Ngưu Văn Cường đề nghị tới Tân Đế hào ăn cơm. Vinh Bằng Phi lại, tới Nam Hồ Nông ra đi, rời Giang thành lâu như vậy rồi, tôi hoài niệm nhất là hương vị bên đó những người khác đều lên xe mercedes của ngưu văn cường chỉ có vinh bằng phi lên xe audi của trương dương sau khi ô tô khởi động vinh bằng phi nói chúc mừng cậu đã là bí thư thị ủy rồi trương dương nói vinh thính hai ngày nay tôi nghe những lời này tới điếc cả tai rồi vinh bằng phi bật cười y lắc đầu theo thói quen ngả đầu tựa vào ghế nói khẽ người của tôi ở tây cương phát hiện tung tích của lâm quang minh khi triển khai hành động lại để hắn chạy mất hiện tại tôi đã liên lạc với cảnh sát Tây Cương, tiến hành tìm kiếm ở địa phương, cho dù phải đào cả ba tắc đến lên thì tôi cũng phải tìm bằng được hắn. Trương Dương nói, món nợ này nhất định phải tính với hắn. Vinh Bằng Phi nói, nhớ tới chuyện này trong lòng tôi rất khó chịu. Cổ họng y giật giật, dùng sức cắn cắn môi, khắc chế sự u sầu khôn kể trong lòng. Trương Dương nói, tử hàm sao rồi? Vinh Bằng Phi nói, tôi lúc trước tới thăm nó, đứa bé này hiểu chuyện lắm, gần đây học tập tiến bộ hơn rất nhiều, nó nói với tôi tương lai sẽ vào đại học cảnh sát, phải làm công an. Trương Dương cảm thấy không khí bên trong xe có chút áp lực, hắn hạ cửa kính xe xuống một chút, mưa phùn bên ngoài nhẹ nhàng bay vào, hắt lên mặt hắn, cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Vinh Bằng Phi cũng không muốn tiếp tục đề tài trầm trọng này nữa, cái chết của đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng y. Vinh Bằng Phi nói, cậu và phía Bắc Cảng hình như rất căng thẳng, không ngờ dẫn trình diễm đông tra án vượt địa bàn, chuyện này toàn bộ hệ thống công an Bình Hải đều bàn tán. Trương Dương cười nói, chuyện đã được giải quyết rồi, tôi và Viên Hiếu công hiện tại quan hệ không tồi, cuối tuần Tân Hải tổ chức lễ mừng lập thành phố, hắn còn tặng tôi hai thuyền pháo hoa. Hả, Vinh Bằng Phi cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương nói, Bắc cảng nước rất sâu, có người tiềm tàng trong nội bộ tùy tiện xúi dục, ý đồ châm ngòi quan hệ giữa tôi và Viên Hiếu công, khiến chúng tôi người chết ta sống, lưỡng bại câu thương chương 1644, đòi nợ ba. Vinh Bằng Phi nói, đúng là bí thư thị ủy, so với trước đây thì bình tĩnh hơn nhiều. Trương Dương cười nói, anh đừng trêu tôi. Ô tô tới cạnh Hồ Nam, Trương Dương đỗ xe lại, Quách Trí Cường ở bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói là hắn đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, bảo Trương Dương tới ăn, Trương Dương nói lại chuyện ở bên này với hắn, đáp ứng buổi tối tới tham dự tiệc tống hành mà Kiều Mộng Viện an bài thì Quách Trí Cường lúc này mới chịu tha. Mấy người ngồi với nhau, bởi vì là tiết thanh minh, nhớ tới lão hữu Khương Lượng đã mất, cho nên không khí rất ảm đạm. Vinh bằng phi tận lực chuyển đề tài sang công việc, trong công tác người đáng nhắc tới nhất chính là Trương Dương, hắn trong khoảng thời gian này có chính tích nổi bật, tất cả mọi người đều thấy. Triệu Tân Vĩ nói, "Trương Dương, tôi nghe nói sở trưởng sở quản xe của các anh nhảy lầu, chức vị đó còn trống đúng không? Anh thấy tôi thích hợp không rõ ràng điều tôi tới đó đi?" trương dương cười nói anh ở xuân dương làm ở sở quản xe cũng rất tốt sao đột nhiên lại muốn ra đi như văn cường nói hắn hiện tại tự do rồi lão bà bỏ hắn rồi con trai cũng bị nhà mẹ mang đi xuân dương đã trở thành trốn thương tâm của đồng chí lão triệu hắn là muốn tìm một chỗ để một mình liếm vết thương triệu tân vĩ chừng mắt lường như văn cường một cái, anh không nói gì thì không ai bảo anh câm đâu như văn cường nói anh sao nổi nóng với tôi sau khi anh mới ly hôn ai cũng anh uống rượu chia sẻ nỗi buồn hả, đúng là đô vô lương tâm. Đỗ Phú Phong nói, hiện tại ly hôn nhiều lắm, nhưng không thấy ai ly hôn rồi lại đòi đi xa xứ. Triệu Tân Vĩ lộ ra vẻ khó xử, cố gắng nửa ngày mới nói, cô ta tháng năm sẽ tái hôn, tôi ở lại Xuân Dương thì không ngẩng đầu lên được nữa. Tất cả mọi người không nói gì. Trương Dương biết Triệu Tân Vĩ là hạng người sĩ diệt, chẳng trách có ý định bỏ chạy, hắn cười nói tôi còn tưởng là chuyện lớn gì có ai quy định người ta từng kết hôn với anh rồi thì cả đời không được gả cho ai nữa đâu các anh không phải đã ly hôn rồi ư triệu tân vĩ nói thôi không đề cập tới nữa hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhìn ra được tình tự của hắn gần đây rất thấp trương dương nói anh hiện tại là sở trưởng sở quản xe xuân dương tới chỗ tôi làm cũng rất thích hợp nói thật ra dưới tay tôi rất thiếu người vinh cục chuyện này anh lo được không loại chuyện nhỏ này đối với anh chắc không tính là gì đâu nhỉ. Vinh bằng phi thở dài, đám tiểu tử các cậu, cả ngày chỉ đem những chuyện dám cho tới làm phiền tôi, nhất là cậu đó Trương Dương, cậu lúc trước kéo trình diễm đông đi, người ta đã nói ra nói vào, hiện tại sở trưởng sở quản xe cũng biến thành đích hệ của cậu, thấy Tân Hải chính là đất phần trăm của nhà các cậu à, cậu không sợ người khác nói cậu dùng người không khách quan ư. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ai thích nói gì thì nói, tôi không quan tâm, tôi không biết cái gì mà dùng người không khách quan chỉ biết cử hiền không ngại người thân tôi không dùng người tôi không hiểu chẳng lẽ cứ phải dùng người mà tôi không biết mới được ư đỗ vũ phong nói lời này của trương dương tôi rất tán thành ai lại thích dùng người mà mình không biết vinh thính lúc trước khi anh còn là cục trưởng giang thành cũng dùng người không khách quan mà vinh bằng phi không còn gì để nói như văn cường nói trương dương thật ra tôi trước giờ cũng luôn yêu cầu tiến bộ anh thấy tố chất các phương diện của tôi nếu làm cán bộ cấp khoa thì chắc cũng được đấy nhỉ, hay là tôi tới chỗ Tân Hải các anh làm cục trưởng tài chính nhé, tôi hơi ủy khuất một chút, nhưng đợi sau này có chỗ trống nào ngon tôi nhảy vào cũng được. Trương đại quan nhân nói, anh đừng ủy khuất, anh hay là cứ an tâm làm thổ tài chủ của anh đi, tôi thật sự là không hầu hạ nổi anh. Tất cả mọi người bật cười. Triệu Tân Vĩ cười nói, anh hiện tại tốt xấu gì cũng là nhà giàu mới nổi rồi, sao lại đi dính vào vũng nước đục của chúng tôi như văn cường nói là vì quan mạnh hơn dân đừng nhìn tôi cực khổ làm ăn buôn bán lời được một ít tiền so với làm quan vẫn là không có địa vị cái khác không nói ngay cả lão gia tử nhà tôi cũng khinh thường tôi vinh bằng phi nói loại phần tử xấu có động cơ bất chính như cậu khẳng định là không thể để cậu tiến vào trong đội ngũ của chúng tôi trương dương cười nói có nghe hay không anh bỏ ý định này đi Tối hôm đó Kiều Mộng Viện làm chủ, tiến đưa An Ngữ Thần ở Tân Đế Hào, An Ngữ Thần tới một mình, Trương Dương từ vẻ mặt của cô ta nhà đầu này đoán là gặp mặt với người nhà không được vui vẻ gì, nhân lúc không có ai hỏi, sao thế? An Ngữ Thần nói, đừng nói nữa, về sau em không liên lạc với họ nữa. Trương Dương cười nói, đều là người một nhà, làm gì mà căng thẳng thế, thôi bỏ đi. Lúc này Quách Trí Cường và Từ Mỹ Ni đi tới, hai người dừng nói chuyện, Quách Trí Cường vừa thấy Trương Dương đến liền oán giận nói, Bí Thư Trương, ngài làm quan lớn rồi cũng khệnh khẳng hơn, buổi trưa tôi đã dọn xong rượu chờ đại giá của Bí Thư Trương ngài, nhưng ngài không nể mặt tôi. Trương Dương nói, đành chịu thôi, thính trưởng vinh của thính công an tỉnh tới, anh cho rằng anh quan trọng hay là y quan trọng. Quách Trí Cường thở dài nói, khinh thường người, tổn thương lòng tự tôn của tôi. Trương Dương cười cười đầu vai hắn nói, ít nói nhảm thôi, tối nay tôi kính rượu anh để bồi tội bởi vì an ngữ thần lần này gặp mặt người nhà không vui cho nên tình tự rất kém cô ta là khách chính tình tự của cô ta tất nhiên ảnh hưởng đến đa số kiều mộng viện nói tiểu yêu cô tối nay bay trước khi đi không nói gì với mọi người à an ngữ thần thở dài nói rất nhớ mọi người thì duy nói cô nếu nhớ chúng tôi thì ở lại đi một mình ở nước ngoài có gì hay đâu an ngữ thần nói tôi định bỏ một năm đến hai năm thời gian chu du thế giới chờ tôi hoàn thành chuyện này rồi nhất định sẽ trở về cô ta cầm chén rượu lên kính thì duy và quách trí giang thì duy cô và tương hoa quả lúc nào tổ chức hôn lễ nhất định phải mời tôi đó quách trí giang cười ha ha gật đầu thì duy lại chữ bát cũng chưa phẩy mà anh cười cái gì an ngữ thần cười nói tôi thấy quách trí giang rất tốt thì duy nói cô nếu thấy tốt thì tôi tặng anh ta cho cô mọi người bật cười không khí cũng bởi vậy mà trở nên sôi sổi hơn An ngữ thần cười cười lắc đầu, tôi cũng không dám lấy đâu, quách Chí giang tuy rằng rất tốt nhưng đáng tiếc không phải là đồ ăn của tôi. Kiều mộng viện trêu tiểu yêu, nghe em nói như vậy, hình như trong lòng em đã có ai rồi. Câu trả lời của an ngữ thần khiến tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, có chứ, sớm đã có rồi, tôi muốn tìm thì phải tìm người như sư phụ tôi ấy. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người trên người, trương đại quan nhân lúng túng nói, chỉ được cái nói linh tinh. An ngữ thần cười nói, anh sợ cái gì? Tôi là so sánh thôi, tuy rằng sư phụ tôi hơi hỗn đản tí, nhưng con người của hắn rất thú vị, ai có thể sống cả đời với người như vậy, hạnh phúc hay không thì không biết, nhưng nhất định sẽ không buồn. Thì Duy nói, cô khẳng định sẽ không buồn, nếu ai gả cho hắn, chỉ sợ cổ cũng bị mũ xanh kéo đứt. Trương đại quan nhân nói, quá đáng rồi đó. Quách Chí cường cười nói, nữ nhân cũng thích đội mũ xanh mà. Từ Mỹ Ni nói, Quách Chí cường, người khác thì em không quản, nhưng anh dám đội mũ xanh cho em thì em bóp chết anh. Tất cả mọi người bật cười, Quách Trí Cường vẻ mặt đau khổ cười nói, không cần phải độc như vậy chứ. An Ngữ Thần nói, hôm nay nói thế này, hảo nam nhân trên đời này phải cướp vào tay, mà nam nhân xấu so với nam nhân tốt thì càng phải cướp hơn, sư phụ tôi đã là của yên nhiên rồi, cho nên chúng ta không có phần. Nào, chị Mộng Viện, thì Duy, chúng ta uống một chén chương 1645, ứng đối một Thì Duy bưng chén lên rồi lại buông, rượu này tôi không thể uống được, cô nhớ sư phụ cô, tôi thì lại không thích hắn, tôi vì sao phải góp vui. Kiều Mộng Viện nói, rượu này tôi cũng không thể uống, Trương Dương kém quá xa người trong lòng tôi. Quách Chí cường vui lắm, Trương Dương, tôi vốn cho rằng anh chính là được vạn người mê, hóa ra cũng chỉ là hạng người bà nội không thương mỗ không thích. Trương đại quan nhân cười nói, tôi có bao giờ tự nhận mình tốt đâu. Tôi trước giờ đều là vậy, đều là cây cải củ hoa tâm, thật ra loại người như tôi, vẫn luôn bỏ tinh lực vào công tác, chuyện tình cảm rất ít bận tâm. Hắn cầm chén rượu lên nói, tiểu yêu, hai chúng ta uống, vì cô thích tôi, cho nên chúng ta cạn chén này. Quách Chí cường đề nghị hai người bọn họ uống rượu giao bôi, mọi người hùa theo, trương đại quan nhân hào tình nổi lên, hắn chính là hạng người chuyện gì cũng dám làm, uống thì uống, ai sợ ai. Hai người ở trước mặt mọi người uống rượu giao bôi. Đừng nhìn An Ngữ Thần vừa rồi rất ồn ào, lúc này ngược lại mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cô ta nhìn đồng hồ rồi nói tôi phải đi rồi, không thì muộn mất. Trương Dương rất tự nhiên đứng dậy tiến cô ta. Cái này không ai tranh cả, sau khi hai người rời đi, Quách Trí Cường nói các anh có thấy quan hệ hai thầy trò của bọn họ hình như không bình thường lắm không? Quách Trí Giang nói, Trí Cường, anh đừng nói bậy thì Duy nói, tôi cũng cảm thấy rất ám muội. Kiều Mộng Viện nói, chuyện của người khác không liên can gì tới mấy người, các anh có thời gian quan tâm tới việc này thì đi quan tâm tới trung thân đại sự của mình nhiều hơn đi. Trương đại quan nhân lái xe Audi đưa An Ngữ Thần rời khỏi Tân Đế Hào, An Ngữ Thần tựa vào đầu vai hắn, ôn nhu nói, em 9 giờ tối thì bay. Trương Dương nói, đã không còn kịp rồi. An Ngữ Thần cười nói, chỉ cần trước 12 giờ sáng ngày mai tới Kinh Thành là được, em cố ý mua hai tấm vé, lừa họ đấy. Trương Dương nói, em cho rằng mình rất thông minh ư, đám người này là một đám khỉ, nào có dễ lừa như vậy. An ngữ thần nói, xin lỗi, vừa rồi em. Trương Dương dừng xe lại, bỗng nhiên ôm lấy cô ta, hôn lên môi cô ta điên cuồng. An ngữ thần thở hổn hển ôm đầu Trương Dương, làm nhảm trong bóng đêm, đừng ở đây, em đã đặt khách sạn rồi, em muốn anh cả đêm không được rời em. Tân Hải từ trên xuống dưới đều đang chuẩn bị tích cực cho lễ mừng lập thành phố lần này, phía Bắc Cảng đã ra danh sách, thị trường Tân Hải hứa xong kỳ gọi mấy cú điện thoại cho Trương Dương, muốn thương lượng với hắn chuyện mời khách quý, nhưng Trương Dương biến mất nửa ngày, cho tới buổi chiều ngày hôm sau của Tiết Thanh Minh mới xuất hiện ở trung tâm hành chính Tân Hải. Trương Đại Quan Nhân hiện tại có thể nói là cả người thư thái, nhớ tới một đêm điên cuồng của hắn và An Ngữ Thần, khóe môi thằng cha này lộ ra nụ cười không tự chủ được, nhà đầu này đúng là càng lúc càng có vị nữ nhân. Trương đại quan nhân ngồi trong văn phòng của mình, trong đầu hồi vị hình ảnh lãng mạn tối hôm qua, cho đến lúc tiếng gõ cửa của phó trường trinh phá vỡ suy tư của hắn. Trương Dương cầm chén trà lên, uống hai ngụm, khát, hôm nay thật sự có chút khát nước, thể chất đặc thù của an nữ thần thật sự là không giống bình thường. Tối hôm qua hai người bọn họ luận bàn xong tu chi đạo, Trương đại quan nhân đối với bộ công pháp này lại nhận thức sâu hơn một tầng. Phó Trường Trinh cũng có thể nhìn ra tâm tình của Bí Thư Trương hôm nay vô cùng không tồi. Hắn đem danh sách khách mời của Thị Lý đặt ở trên bàn làm việc của Trương Dương, Bí Thư Trương, Thị Lý lần này mời 56 khách quý. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là bọn họ án chiếu theo 50 sau dân tộc để phân phối à. Hắn cầm danh sách đó lên xem một chút. Phó Trường Trinh nói, thị trưởng hứa gọi điện thoại cho ngài chưa? Trương Dương nói, đã nói với hắn là tôi về nhà viếng mộ mà, phiền quá đi. Đang nói thì hứa song kỳ tới, theo tâm lý của hứa song kỳ, y là không muốn đến chỗ của Trương Dương, nhưng mắt thấy chuyện lễ mừng đã gấp đến biết rồi, trong chuyện này y không muốn làm chủ, cũng không thể làm chủ, cho nên phải tìm Trương Dương thương lượng. Trương Đại Quan Nhân vẫn là bộ dạng thản nhiên như không đó, giống như trời sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới hắn, lão hứa, có việc à? Hứa Song Kỳ nói: "Bí thư Trương, bản danh sách khách quý đó anh đọc chưa?" Trương Dương giơ bản danh sách đó lên, "Đang xem." Hứa Song Kỳ đặt mông ngồi xuống sofa, theo thói quen rút thuốc là ra châm, "Thị Lý mời 56 khách quý, đối với công tác tiếp đãi của chúng ta là một khảo nghiệm ác liệt." Trương Dương nói: "Thành phố Tân Hải của chúng ta lớn như vậy, ngay cả chút năng lực tiếp đãi cũng không có ư?" Hứa Song Kỳ nói: "Bí thư Trương, 56 người được mời cũng không phải là 56 người đơn thuần, cái khác không nói, số lái xe của mỗi người cũng kinh rồi, chỉ tính thư ký và nhân viên đi theo thôi tôi cũng thấy khách tới phải đến 200 người rồi. Trương Dương nói, nếu quyết định làm lễ mừng thì đừng tiếc chút tiền nhỏ. Hứa song kỳ nói, nhà khách huyện ủy của chúng ta tổng cộng chỉ có không đến 80 phòng. Tuy rằng Tân Hải đã thành công bỏ huyện lập thành phố, nhưng có rất nhiều cách xưng hô hứa song kỳ vẫn chưa sửa được. Trương Dương nói, Tân Hải còn có khách sạn khác, dịch ra không phải không tồi ư. Tôi lát nữa sẽ lên tiếng kêu gọi bọn họ, bảo bọn họ phối hợp một chút. Hứa song kỳ nói, còn có một việc chính là khách quý mà Tân Hải chúng ta mời. Trương Dương nói, anh trưng cầu ý kiến của các vị thường ủy một chút, thế này đi, nhân số mà chúng ta mời hạn chế trong 50 người. Hứa song kỳ gật đầu, nói xong việc này, y châm trước một chút rồi mới, bí thư trương, bí thư hạng tìm anh chưa? Trương Dương lắc đầu nói, tôi đến giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của Y, sao? Y nói thế nào với anh? Hứa song kỳ nói, bí thư hãng rất tức giận, Y nói phía Tân Hải chúng ta không có cái nhìn đại cục, chỉ lo cho lợi ích bản thân, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt cho sự phát triển của Bắc Cảng. Trương Dương cười nói, lời này từ đâu mà có vậy? Rõ ràng là Bắc Cảng muốn lấy đất của chúng ta, lão hứa, về chuyện Thái Hồng Anh thấy thế nào? Hứa song kỳ nói, bí thư trương, thật ra tôi thấy không tất yếu phải làm căng với thị lý như vậy, khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không nhất định phải lấn cả vào góc thương gia, Tân Hải lớn như vậy cũng không phải chỉ có 10 km vuông đó. Trương Dương biết mình và hứa xong kỳ thủy chung không chung một đường, hắn cười nói, lão hứa, có chuyện anh trăm ngàn lần đừng quên, anh là thị trường Tân Hải, cái đầu tiên anh phải đại biểu là lợi ích của Tân Hải. Hứa xong kỳ nói, bí thư Trương, tôi cũng không phải là nói đỡ cho người khác, tôi cũng cân nhắc cho Tân Hải, Hiện tại không chỉ là vấn đề Thái Hồng, trong chuyện Thái Hồng xây nhà máy thị lý là hoàn toàn đứng trên lập trường của bọn họ, chúng ta gây trở ngại cho Thái Hồng cũng chính là gây cản trở cho thị lý. Trương Dương nói, anh lầm rồi, không phải chúng ta cản trở họ, là họ chọc lên đầu chúng ta trước. Hứa Song Kỳ nói, quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta không phải vẫn chưa xác định ư? Trương Dương nói, ai nói vẫn chưa xác định, Du Vô đã đưa ra phương án bước đầu rồi. Góc thương gia là một bộ phận quan trọng cực kỳ trong quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng ta. Anh có lẽ cảm thấy khi lợi ích của chúng ta và lợi ích của Bắc Cảng phát sinh xung đột. Chúng ta phải chiếu cố tới lợi ích của Bắc Cảng, nhưng anh có nghĩ tới hay không, chúng ta đại biểu cho lợi ích của ai? Chúng ta đại biểu cho lợi ích của người dân Tân Hải, thật ra bất kể hy sinh lợi ích của anh hay là lợi ích của tôi đều không sao cả, nhưng chúng ta không có quyền hy sinh lợi ích của người dân Tân Hải chúng ta không phải tranh đấu cho mình mà là cho người dân lão hứa anh cho rằng tôi tranh đua là không đúng ư hứa xong kỳ nói nhưng tôi luôn cảm thấy loại chuyện này không tất yếu phải dương cung bạt kiếm bắc cảng dù sao cũng là thành thị thượng cấp của chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hiệp thương để xử lý tốt chuyện này trương dương nói lão hứa à trước mắt đối với chúng ta mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là làm tốt lễ mừng lập thành phố lần này những chuyện khác trước tiên có thể đặt sang một bên thiệp mời đã phát rồi, chúng ta nhất định phải làm thật phong quang, không thể để người ta chê cười chúng ta được. Trương đại quan nhân miệng chuyện khác có thể đặt sang một bên, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, hắn biết cho dù mình nguyện ý trước tiên đặt sang một bên thì phía Thái Hồng cũng sẽ không đình chỉ động tác. Trương Dương lo lắng nhất chính là Thái Hồng từ trong tay tập đoàn Hoa Quang thành công lấy được 500 bãi bùn đó. Buổi chiều hôm ấy, Trương Dương đặc biệt tới Bộ Chỉ huy xây dựng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu nghe ý kiến của chuyên gia tương quan, trong quy hoạch của Duvo, góc thương gia giữ vị trí khá quan trọng, nếu so sánh toàn bộ khu bảo lưu thuế nhập khẩu với một con chim to thì cảng Phước Long chính là đầu chim. Nam Bắc cảng Phước Long là hai cánh chim, thân thể chính là vườn hậu cần quốc tế tương lai, cuối cùng là đuôi, cũng chính là nội thành Tân Hải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 194.